các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Trùng sinh cao môn đích nữ Của tác giả Tần Giảng Phần 28 Các bạn đang nghe truyện tại kênh các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn Đại lịch vừa trải qua một lần đảo chính gánh nặng đối với quốc gia quá mức trầm trọng, nhất là đối với dân chúng. Hiện tại Thương Châu đang là thời kỳ giáp hạt, mặc dù có cung ứng từ kinh đô nhưng muốn cung ứng cho 30 vạn người thật sự không thể trường kỳ. Ta cho rằng chỉ cần giữ lại 15 đến 20 vạn quân tinh nhuệ thường trực liền đủ để tiến công. Thời kỳ giáp hạt là thời kỳ lúa cũ đã ăn hết, còn lúa mới lại chưa chín. Âu Dương Tước đứng nghe, ánh mắt sáng lên. Hắn chẳng qua chỉ là một tên binh tốt nho nhỏ cũng không có quyền tham dự hội nghị này hắn có thể đứng đây cũng không phải vì hắn anh dũng thiện chiến luôn xung phong ở hàng ngũ đầu tiên mà là vì hắn là biểu đệ của ái phi hoàng trưởng tôn là đệ đệ của vĩnh an quận chúa mới đầu hắn đến đầu quân vẫn che giấu thân phận của mình nhưng sau khi các tướng lãnh từ kinh đô đến càng nhiều hắn đã không còn biện pháp che giấu nữa nhưng hắn thủy chung vẫn kiên trì muốn tác chiến ở tuyến đầu cũng bởi vậy hắn rất đồng ý với những lời của Tiếu Trọng Hoa như quận đội vũ khí kém, sức chiến đấu kém, mỗi lần chinh chiến đều bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Cũng vì đội quân không hề được huấn luyện này mà tố chất binh lính lại từng bước giảm xuống, cơ hồ như lâm vào một vòng tuần hoàn ác tính. Chỉ là hắn sâu sắc hiểu được điểm này nhưng lại không thể nói. Bởi vì thân phận của hắn không thích hợp để mở miệng. Tiếu Trọng Hoa chớp mắt, bên trong như u đàm, biện pháp tốt nhất chính là giải trừ một nửa quân bị, tiến hành tổ biên quân đội một lần nữa chỉ giữ lại những người tinh nhuệ chuyện này sao được lỗ vương nhất thời nhíu mày những người này đều là vừa mới đưa tới hiện tại ngươi lại muốn giải tán không bất ngờ làm phản mới lạ tiếu trọng hoa vẫn chưa vì ông ta bất ngờ cắt ngang lời mà tức giận ngược lại chậm rãi giải thích lỗ vương thúc phàm là người chúng ta không cần đều có thể để bọn họ trở lại thành trấn phụ cận hiện tại ta nghe nói trong quân của Tiếu Thiên Diệp không ít kẻ lẻn vào thành trấn cướp bóc vật tư. Chúng ta có thể tổ kiến những người này thành dân binh tự hành, phối hợp với quân trong coi trong thành. Ở thời điểm tất yếu có thể phát huy công dụng. Âu Dương Tước nghe thì liên tục gật đầu. Các tướng lãnh khác cũng đều đồng ý với chủ trương này. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy, trong thời điểm tác chiến, quân đội lâm thời chiêu mộ này mang đến cho bọn họ phiền toái rất lớn. Không được. Lỗ Vương nhanh chóng nói, làm vậy tương đương khiến cho lực lượng của chúng ta bị suy yếu. Hiện tại đang là thời điểm mấu chốt, đối phương có 50 vạn quân, chúng ta chỉ có 30 vạn đã là thiếu rồi. Lúc này lại cắt giảm nhân lực, chẳng phải thất bại ở ngay trước mắt sao? Lỗ Vương nói tới đây liền lớn tiếng hơn, trọng hoa, giữ nguyên kế hoạch tấn công là được rồi, không cần làm sàng bậy. Tiếu trọng hoa kiên trì nói, đây không phải quyết định sàng bậy, mà là tập trung lực lượng đối phó với khả năng bị tấn công bất ngờ một số lượng lớn dư thừa không có ích sẽ liên lụy đến toàn bộ đội quân tiếu trọng hoa cảm thấy kế tiếp tiếu thiên diệp sẽ có động tác trên diện rộng một khi hắn ta tiến về phía nam cùng nam chiếu vương cấu kết như vậy chuyện này liền sẽ không dễ dàng chấm dứt như vậy ta nói không được chính là không được nếu ngươi phản đối có thể đi bẩm báo với thái tử để ngài ấy tự quyết lỗ vương kiên quyết thanh âm lạnh lùng gần như là thô bạo nhất thời trong trướng đều yên tĩnh không tiếng động có người mắt nhìn lỗ vương nhưng tai lại cẩn thận nghe tiếng động của tiếu trọng hoa bên kia có người lại lo sợ bất an có người âm thầm tiếc hận tất nhiên cũng có người thờ ơ nhưng hết thảy mọi người đều chỉ dám để trong lòng nếu ai dám hiện lên trên sắc mặt thì đó là vô lễ thế cục trong triều lúc này vô cùng phức tạp thái tử ít ngày nữa sẽ đăng cơ hoàng trưởng tôn tuy rằng tuổi trẻ nhưng tựa hồ như đã xây dựng thế lực cho mình không phải ngày một ngày hai mỗi quan hệ giữa các lão thần trong triều chằng chịt phiền phức các phái thế lực căng thâm đế viên mặc dù tần vương đã không còn nhưng phiền toái lưu lại lại không phải là ít yến vương tựa hồ như cũng không muốn tham gia vào mớ hỗn độn này thời gian bất động thanh sắc trong triều chiếm hơn phân nữa mà tiếu trọng hoa thì sao hắn đóng vai trò gì trong đó tiếu trọng hoa nhìn những ánh mắt khác nhau xung quanh hắn bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi hắn vốn là người có tâm lý rất mạnh mẽ nghe được lời nói gần như thô bạo vô lễ của lỗ vương cũng không hề tức giận vẻ mặt lại không hề có nửa phân kích động hắn chỉ thản nhiên nói như vương thúc mong muốn âu dương tước cảm thấy thất vọng hắn đột nhiên ý thức được trong chiến tranh không phải mưu lược cùng lực lượng quyết định tất cả còn có lỗ vương đã không phải lần đầu cản trở kế hoạch của tiếu trọng hoa này thậm chí còn có một mớ vương gia tuổi đời đều vượt qua tiếu trọng hoa cố ý ràng lấy chân bọn họ có lẽ không phải cố ý nhưng âu dương tước biết thái tử phái một người như vậy tới đúng là thất sắc đánh thua là lỗi của tiếu trọng hoa đánh thắng là lỗ vương có tài chỉ đạo chính là cục diện đáng buồn cười như vậy đến tối âu dương tước một mình đứng ngoài trướng vùi đầu suy tư bố cục hiện nay cũng không ngừng thở dài mỗi một địa điểm tiến công hắn đều vẽ ra hơn 10 kế hoạch hành động. Bất tri bất giác sắc trời đã dần sáng. Chính là hắn một chút cũng không cảm nhận được, vẫn còn ngưng thần trầm tư. Khi đang đem mấy viên đá đại biểu cho kỵ binh tiến công hướng qua một bên thì bên cạnh hắn đột nhiên có người vương cành cây đến, chỉ vào hình cung ở bên kia, chậm rãi nói, nếu là ta, ta sẽ công kích từ bên phải, vượt sông bằng chính sức mạnh của nó. Âu Dương Tức vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hắn không chút nghĩ ngợi liền theo bản năng lắc đầu, chỉ hướng bên trái, trên bờ ta sẽ phái người canh giữ chỗ này. Người nọ liền suy tư một lát, sau đó từ hình cung kia vẽ ra một nhánh khác, vòng hướng một bên, ta đây liền đánh nghi binh ở chân núi, phái kỵ binh bên kia vu hồi đến phía sau núi. Âu Dương tức lại chỉ chỉ mấy viên đá hắn đặt ở sườn phía sau, ta ngay từ đầu đã có bố trí, nơi này có mai phục. Cùng với những người trên bờ sông tạo thành một góc, bảo hộ cho nhau, trợ giúp cho nhau người nọ cười cười, lại từ hình vòng cung vẽ một đường, ta lại phái ra 500 người, bọc đánh từ nơi này. Âu Dương tức cứng lại, lập tức nói, nơi này là tuyệt bích, không thể đi lên. Hắn đột nhiên ý thức được liền ngẩng mạnh đầu, liền thấy tiếu trọng hoa một thân chiến bào đứng bên cạnh. Hắn không tự chủ được mà buông cành cây, đứng lên hỏi, quận vương, ngài vì sao lại nhượng bộ lỗ vương. Tiếu trọng hoa dừng một chút mới cười nói, thật ra ta không sao cả chỉ vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp như vậy chỉ để lộ sơ hở cho kẻ có lòng lợi dụng âu dương tước vừa nghe liền nghi ngờ hỏi ngài nói người đó là ai tiếu trọng hoa cười mà không đáp nhìn nhìn trận pháp trên đất nói so với việc ra trận giết địch thì ngươi càng thích hợp với việc bày binh bố trận hơn từ hôm nay đi theo phó tướng học tập đi hừng đông tiếu thiên diệp liền bắt đầu tiến công nhưng hắn vẫn chưa tập trung toàn bộ binh lực tấn công quân chủ lực của Tiếu Trọng Hoa như kế hoạch. Mà hắn cùng lúc phái 5.000 người bất ngờ đánh từ bên phải, mặt khác lại phái 5.000 đánh vào quân trung tâm của Minh Quận Vương. Chính là hai bên này chỉ như sương khói mà thôi. Tiếu Trọng Hoa cũng không hề mắc mưu nhưng Lỗ Vương lại mắc sai lầm. Ông ta tin tưởng lời phản tướng trong quân của Tiếu Thiên Diệp truyền đến, nên đã ra lệnh toàn quân tập trung lực tiến công. Chờ khi ông ta phản ứng lại Tiếu Thiên Diệp sớm đã mang quân chủ lực vòng ra phía sau bất ngờ đánh quân trong coi biên cảnh giữa đại lịch cùng Nam Chiếu, giết thủ thành bắt mấy vạn quân làm tù binh. Ngày đó từ Nam Chiếu lương thực lần đầu vận đến biên cảnh, người đại lịch mới phát hiện Nam Chiếu vương thế nhưng đã sớm phái người mang lương thực theo đại lộ cùng các đường nhỏ trong rừng nhanh chóng vận chuyển đến tay Tiếu Thiên Diệp. Sau đó lương thực, vũ khí, dược phẩm từ Nam Chiếu không ngừng được vận chuyển vào đội quân của Tiếu Thiên Diệp không ít tướng lãnh trong quân tiếu thiên diệp lúc này mới hiểu được bọn họ đều đã bị lừa một phen tiếu thiên diệp căn bản đã sớm hoài nghi trong số bọn họ có phản tướng nên mới cố ý an bài như vậy đến sáng sớm ngày tập kích mới đột nhiên tuyên bố thay đổi kế hoạch khiến mọi người trở tay không kịp hóa ra là hắn đã sớm cùng nam chiếu vương đạt được thỏa thuận gì đó quả là minh tu sạn đạo ám lộ trần thương thế cục lúc đó liền xoay chuyển Tiếu Thiên Diệp chiếm cứ 16 tòa thành biên cảnh giữa Nam Chiếu cùng Đại Lịch, nghiễm nhiên trở thành phiên vương tọa trấn biên cương. Hiện tại điều Tiếu Diễn cần lo lắng không phải là làm sao để tiêu diệt Tiếu Thiên Diệp, mà là phải kiềm trụ hắn, đề phòng hắn ngày nào đó nghĩ quẩn trong lòng sẽ mở đường biên giới để quân Nam Chiếu tiến vào. Đây hết thảy đều là sai lầm của Lỗ Vương, thân phận cùng tư lịch của ông ta đều áp chế một đầu Tiếu Trọng Hoa. Đã thế lại chưa từng đến chiến trường, còn dùng phương thức chính trị trên triều để áp dụng vào chiến trường. Trái lại đã bị đối phương lợi dụng ngay điểm sơ hở. Nhưng chờ khi ông ta hiểu được, chuyện đầu tiên không phải bổ cứu mà là khẩn cấp dân một bản tấu chương, cáo trạng minh quận vương thả Tiếu Thiên Diệp, tất cả đều đổ lên đầu Tiếu Trọng Hoa. Thái tử tức giận, lệnh Tiếu Trọng Hoa lập tức hồi kinh. Tháng 5 năm đó, Thái tử Tiếu Khâm võ đăng cơ, định niên hiệu Kiến Long các đại thần thượng sớ xin hắn từ trong các vị trắc phi tuyển ra một nữ tử làm hoàng hậu nhưng ông lại không chịu thực tế từ sau khi thái tử phi chết thái tử mà không nay phải nói là hoàng đế ông giống như đối với tất cả đều không còn hứng thú ông càng ngày càng chán ghét chính vụ thân thể cũng ngày càng yếu hơn tựa hồ như ông chán ghét triều chính đồng thời cũng chán ghét sinh mệnh của chính mình hoàng đế không hề du săn cũng không yến nhạc thân thể ngày càng yếu dần chính thê chết đi giống như mang theo toàn bộ sinh mệnh cùng sức sống của ông. Không chỉ tóc dần bạc trắng, thậm chí ngay cả tâm dường như cũng đã chết. Tất cả mọi người đều cảm thấy đây đều là vì Thái tử Phi trước đây là thê tử kết tóc, lại bởi vì hoàng đế mà chết cho nên ông mới quá mức bi thống khổ sở. Khi Âu Dương Noãn nghe tin tức này lại chỉ cảm thấy bi thương. Không phải chỉ vì Thái tử Phi vô tội bị chết đi mà còn vì vị hoàng đế bệ hạ biết rõ hết thảy nhưng lại chỉ có thể duy trì sự trầm mặc này nàng mơ hồ đoán được tiếu khâm võ đối với việc thái tử phi chết có biết điều gì đó nhưng cái gì cũng lại không thể nói cái gì cũng không thể làm duy chỉ có thể phong bà làm hiếu an hoàng hậu hoàng hậu cái thái tử phi muốn không phải là cái danh hiệu hoàng hậu kia thứ bà muốn là trượng phu mà bà luôn một lòng một dạ là nhi tử khiến bà có thể kiêu ngạo nhưng bọn họ lại coi thường tính mạng sự tồn tại của bà có lẽ tiếu diễn cũng không phải vô tình như nàng nghĩ. Lăng tẩm của hiếu an hoàng hậu hết thảy đều dựa theo lễ chế của hoàng hậu để an tán. Là đại tán, vinh quang vô thường. Nhưng những thứ đó trong mắt Âu Dương Mãn chẳng qua chỉ là tiếu diễn muốn trấn an sự ấy nấy trong lòng. Rõ ràng có thể cứu được nhưng lại làm như không thấy, nguyên nhân căn bản chỉ có một, so với thiên hạ, một nữ nhân thì tính là gì. Mười ngày sau, tiếu diễn vì tâm tình hậm hực của hoàng đế, cũng là vì trấn an các thần tử kinh đô mà cố ý tổ chức một buổi ẩm yến. Chúng đại thần đều đến, khi hoàng đế xuất hiện ở ngự hoa viên, mọi người đều quỳ xuống nghênh giá, khấu kiến hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếu Khâm võ thần sắc thản nhiên, nhìn không ra hỉ giận, bình thân. Ông ngồi trên điện, chư vị đại thần ngồi phía dưới. Nữ quyến ngồi ở chỗ khác, bởi vì Âu Dương Noãn có thân phận là Vĩnh An quận chúa nên cùng đại công chúa ngồi ở thượng vị, thừa nhận những ánh mắt đánh giá. Tiếu diễn cười, hôm nay khó có dịp phụ hoàng cao hứng, mời chư vị đến ngự hoa viên thưởng thức mẫu đơn. Ngọ đến mời chư vị cùng dùng thiện. Bên trên tiếu khâm võ thủy chung vẫn nhắm hờ mắt, một bộ dáng thờ ơ. Các thần tử đều nói chuyện với nhau, thái tử phi chu chỉ quân cùng trắc phi lâm nguyên hình đều bị các nữ nhân vây quanh thê tử của các vị đại thần đều tranh nhau tới gần hai vị quý nhân này bọn họ vây quanh hai người một hồi lại khen y phục chu chỉ quân thực lộng lẫy một hồi lại khen búi tóc lâm nguyên hinh thực quyến rũ một hồi lại khen hai hài tử nhu thuận đáng yêu nhưng trong đó có không ít người thái độ đối với lâm nguyên hinh ẩn ẩn có phần nhiệt tình hơn chu chỉ quân nhìn trong mắt trong lòng không khỏi tràn ngập phẫn hận âu dương loãng mặt y phục màu hồng phấn váy nguyệt hoa theo rất nhiều chi tiết hoa nhỏ tuy phục sức chỉ bình thường nhưng lại không hề tầm thường tấn gian đội phượng sai kim châu theo từng động tác của nàng mi châu hơi hơi chớp lên ánh lên gương mặt vô cùng xinh đẹp của nàng đôi tay tuyết trắng giao nhau nhẹ nhàng đặt trên đầu gối ý cười điềm tĩnh nàng lẳng lặng ngồi cùng đại công chúa nghe các phu nhân tiểu thư bên cạnh nhàn thoại ngồi gần nàng nhất là chu vương phi đường nguyễn di thế tử phi chu vương thế tử tiếu thanh huyền dưỡng quận vương phi chu ngưng bích sở vương phi cùng quận chúa tiếu nhiên. Lúc mới bắt đầu, các nàng cố kỵ đại công chúa ngồi đây nên không dám nói đến những lời mẫn cảm, chỉ nói chút tin đồn thú vị chọc cười. Âu Dương Noãn phát hiện, ngay cả người điêu ngoa như Chu Ngưng Bích khi ở trước mặt đại công chúa cũng là mắt nhìn mũi, sợ chính mình bị chú ý tới. Có thể thấy được tính tình đại công chúa các nàng đều biết. Đại công chúa cũng không kiên nhẫn nghe các nàng nói chuyện, liền đứng dậy nói muốn đi thay y phục, âu dương noãn đứng lên đại công chúa lại nhẹ nhàng lắc đầu ta đi rồi sẽ trở lại đại công chúa vừa đi không khí lập tức thả lỏng nói mấy câu nhàn thoại trong chốc lát mọi người lại bắt đầu không khống chế được ước số bát quái trong cơ thể không biết là ai bắt đầu nhắc tới minh quận vương các ngươi có nghe nói không hiếu kỳ của minh quận vương đã qua hình như lập tức muốn chọn chính phi tuyển phi âu dương noãn thản nhiên lắc lắc đầu những lời Tiếu Trọng Hoa nói lần trước nàng cũng không để trong lòng. Nàng cảm thấy Tiếu Trọng Hoa đối với nàng không phải là loại tình cảm nam nữ mãnh liệt. Hắn đột nhiên đưa ra ý muốn đó, chẳng qua là vì giúp nàng mà thôi. Nhưng những người đang ngồi đây lại vì một lời này mà nổ tung. Thật sự có chuyện này? Ngài ấy sẽ tuyển chính phi như thế nào a? À? Đương nhiên là thật. Chẳng qua nha, dung quận chúa đã không còn cơ hội nữa rồi. Nàng đã xuất giá rồi a. À? Chu Ngưng bích biểu môi hướng về phía dung quận chú ngồi phía xa xa, trong mắt dẫn theo một tia hèn mọn, nàng tuổi so với Minh quận vương còn lớn hơn. Lúc trước còn mặt dày muốn gả cho người ta. Thật sự là... Nói được một nửa liền bị Chu Vương Phi cắt ngang, không được tùy tiện nghị luận người khác. Chu Ngưng Bích tuy rằng kiêu căng nhưng đối với vị Vương Phi này lại một mực kính trọng. Nàng yêu kiều nói, mẫu Phi, con không phải đang nghị luận. Đây là sự thật thôi nay trong kinh đô có thể xứng đôi với minh quận vương cũng không có được mấy người chu ngưng bích quay đầu nhìn âu dương noãn che miệng cười vĩnh an quận chúa ta nói có đúng không âu dương noãn thản nhiên cười cười từ chối cho ý kiến đường uyển di lắc đầu nói vẻ mặt không cho là đúng gả cho hắn thì có gì tốt khi nào cũng lạnh như băng nữ tử cần phải tìm một trượng phu ôn nhu nho nhã cử án tề mi tương kính như tân cũng không phải là tướng kính như băng a trượng phu của nàng tiếu thanh huyền thật sự rất ôn nhu nho nhã cùng nàng luôn tương kính như tân hai người ở chung rất hòa hợp cho nên nàng cũng nghĩ người khác cũng phải là như thế tiếu thanh huyền ôn nhu nho nhã chỉ tiếc cũng vì vậy mà hồng nhan tri kỷ rất nhiều đường nguyễn di gả vào ba năm các phi cũng đã nạp hai người chu ngưng bích bưng miệng cười mắt đảo quanh lúng liếng nói tẩu 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 sẽ không vì muội muội bị minh quận vương cự tuyệt mà nói vậy chứ loại chuyện này vẫn là không nên nói loạn mới đúng kỳ thật ta cũng cảm thấy minh quận vương là một vị hôn phu lý tưởng thân phận địa vị đều cao tiền đồ như cẩm huống chi ngươi đi đến đâu cũng không tìm thấy một nam nhân anh tuấn như vậy a à. một nữ tử bên cạnh hừ nhẹ nếu tốt như vậy sao đến tận bây giờ vẫn chưa thành thân có thể thấy được nhất định là có vấn đề gì ta nghe nói hắn ngay cả thanh lâu cũng chưa từng đi a à bên người cả một thị thiếp cũng không có, nhất định là có bệnh không tiện nói ra. Âu Dương Noãn hơi hơi nâng mắt, thấy nữ tử này có chút quen mắt. Nhưng những người khác nghe thấy lời này, lại đều lộ ra biểu tình hèn mọn. Lúc này nàng mới nhớ tới, nữ nhân này chính là Tiền Hương Ngọc. Chỉ là Tiền Hương Ngọc không phải từng sống chết đòi gả cho Minh Quận Vương sao? Sao đột nhiên lại nói ra những lời ác ngôn với hắn như vậy? Âu Dương Noãn khẽ nhíu mày, lại nhìn thấy đối phương bộ dáng đầy u oán thì không khỏi liền mỉm cười. Thì ra là thế. Xem ra Tiếu Trọng Hoa lại không chút lưu tình thương tổn một cô nương như vậy. Đó mới là không phải. Trọng Hoa ca sở dĩ không nạp thê là vì ánh mắt của huynh ấy rất cao, không có nữ nhân nào có thể vừa mắt. Lúc này cũng không biết là ai có được may mắn đây. Đôi mắt quận chúa sở vương Tiếu Nhiên thật to, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, vẻ mặt thiên chân khả ái nàng nghĩ nghĩ còn nói thêm nhưng là a à, ta cảm thấy thiên diệp ca ca cũng rất tuấn mỹ nha chẳng qua là ta nghe phụ vương nói huynh ấy muốn kết thân với nam chiếu công chúa khi nàng nói những lời này rất thoải mái nhưng phút chốc mọi người đều biến sắc trong lòng âu dương noãn bỗng nhiên chấn động ngưng mắt nhìn đối phương sở vương phi nhanh chóng che miệng nữ nhi không được nói bậy bà khẩn trương nhìn về phía thái tử bên kia thấy người không hề chú ý đến bên này mới liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm âu dương noãn trong lòng âu dương noãn cứng lại hoảng hốt trong chốc lát nàng nhìn biểu tình của sở vương phi đột nhiên nghĩ đến đối phương dùng loại ánh mắt này để nhìn mình là vì mọi người đều biết tiếu thiên diệp đã từng hướng tiên đế thỉnh hôn trong mắt bọn họ nàng cùng tiếu thiên diệp có lẽ có một mối liên hệ không rõ nào đó thực tế nếu nàng không phải là nghĩa nữ của đại công chúa lại có quan hệ tốt với lâm nguyên hinh thì hôm nay đừng nói đến việc được ngồi ở vị trí tôn quý này mà ngay cả tính mạng có thể giữ được hay không cũng rất khó nói nói đi cũng phải nói lại quận chúa mới là người chân chính tinh mắt a à. chu ngưng bích cười một tiếng phá vỡ sự yên lặng này âu dương loãng là người thông minh nháy mắt nàng liền hiểu được ý của đối phương lúc tần vương khống chế kinh đô người nịnh bợ không biết có bao nhiêu Nay những người từng muốn đem nữ nhi của mình lấy lòng tiếu thiên diệp đều đang hối hận muốn chết. Bởi vì động tác đó sẽ khiến bọn họ trở thành nghịch đảng. Cho dù hiện nay hoàng đế không truy cứu nhưng đáy lòng bọn họ cũng sẽ luôn lo sợ bất an. Còn Âu Dương Noãn lúc đó vốn chỉ cần gật đầu liền sẽ trở thành chính phi của Tiếu Thiên Diệp. Nhưng trong thời khắc quan trọng nàng lại quyết định mang Lâm Nguyên Hinh rời Kinh Đô, bảo vệ huyết mạch của Hoàng trưởng Tôn khi đó tất cả mọi người đều thấy hành vi của nàng rất ngu xuẩn nhưng hiện tại mọi người lại đều nói nàng hồng phúc tề thiên bởi vì chuyện tình dũng quận vương từng ái mộ âu dương noãn mà chu ngưng bích vẫn canh cánh trong lòng hiện tại mượn cơ hội chăm chọc cũng không có gì kỳ quái mọi người nhìn đều hiểu ý cười cười cũng không để trong lòng âu dương noãn cố nén phiền chán trong lòng thản nhiên nhìn chu ngưng bích khẽ cười nói ta đi xem mẫu thân các vị cứ tự nhiên Nói xong nàng liền đứng dậy, mang theo hai cung nhân theo hướng đại công chúa rời đi. Lúc trong cung phát sinh biến cố, Âu Dương Noãn không chính mắt nhìn thấy. Nhưng nay xuân về hoa nở, cảnh tượng trong hoa viên thật sự sáng lạng. Có lửa đỏ, có phấn hồng, có ánh tím, lại có một mảnh phiến phiến tuyết trắng. Từng đóa từng đóa khẽ lay động trong gió. Trong hoa viên, phần lớn cung nhân nội thị đều được cho lui, chỉ còn lại hoàng đế cùng đại công chúa. Đại công chúa An ủi nắm lấy tay hoàng đế, giọng điệu ôn hòa tràn ngập tiếc hận, "Bệ hạ, nàng đã chết rồi." Thanh âm đại công chúa nhẹ như gió, Âu Dương Noãn đứng trong bụi hoa cơ hồ như không nghe thấy. Nhưng cả người hoàng đế lại giống như đột nhiên bị một kích. Âu Dương Noãn nhìn mái tóc hoa râm của hoàng đế, không khỏi có chút giật mình. Từ khi nào một thái tử nho nhã ôn nhu lại suy sụp đến mức này? Đáy mắt hoàng đế tựa hồ như ngấn lệ, ông nói, "Là lỗi của ta." đều là lỗi của ta. Năm đó ta hại chết Tuyển Thanh, hiện tại lại hại chết nàng. Trong ấn tượng của Âu Dương Noãn, Tiếu Khâm Võ vẫn là người ôn hòa. Lúc này lại gần như dữ tợn, ngay cả cơ mặt cũng đều vặn vẹo. Nàng cơ hồ có thể nhìn thấy bàn tay ông nắm chặt đến nổi gân xanh. Thanh âm bởi vì phẫn nộ mà hơi khàn khàn, "Vì sao? Vì sao chỉ sát hại người của ta?" Khi ông nói, ngay cả tự xưng cũng đều quên. Thấy một màn như vậy, Âu Dương Noãn ngay cả hít thở mạnh cũng không dám. Ánh mắt hoàng đế bi thương mà vô vọng, hoàng tỷ, ta thật sự rất cô đơn. Đại công chúa ôm lấy hoàng đế, giống như ôm lấy một đứa nhỏ bất lực cô độc. Đây là lần đầu tiên Âu Dương Noãn thấy một nam nhân rơi lệ. Từng giọt nước mắt rất lớn, không tiếng động cứ thể chảy ra, rơi xuống khâm bào của ông. Âu Dương Noãn giật mình đứng nhìn, cơ hồ như nói không ra lời. Thật lâu sau, Hoàng đế chậm rãi khôi phục bình tĩnh, thông thả kiên định rời khỏi vòng tay đại công chúa. "Hoàng tỷ, còn có một việc Diễn Nhi thỉnh cầu trẫm. Nó muốn trẫm tứ hôn Vĩnh An quận chúa với nó." Hoàng đế nghiêm túc nhìn đại công chúa, chậm rãi nói, "Tỷ có biết, hiện tại đã không còn ai có thể ngăn cản được Diễn Nhi." Tiếu Diễn uống rượu, cảm thấy không được thoải mái liền lệnh người bên ngoài thay hắn chút rượu rồi lấy lý do đi thay y phục để rời đi hắn một mình đi ra hành lang để gió lạnh thổi đi hơi nóng trên mặt. Đúng lúc này một đạo thanh âm ôm nhu vang lên, điện hạ, dùng chút trà ấm đi. Tiếu diễn sửng sốt, lập tức nhìn về phía nữ tử bên cạnh, không khỏi cười nói, hình nhi, sao nàng cũng ra đây. Nói xong, hắn liền nhận lấy ly trà trong tay Lâm Nguyên Hinh, hơi hơi nhấp một ngụm. Mặt mày Lâm Nguyên Hinh hết sức bình thản, thanh âm viễn chuyển, trong điện quá mức náo nhiệt các phu nhân tiểu thư lại tranh nhau làm mai cho Noãn Nhi, thiếp thấy hơi mệt nên liền cáo lỗi ra đây. Lời vừa nói ra, sắc mặt tiếu diễn liền trầm xuống. Thật lâu sau hắn chăm chú nhìn hai mắt trang dung tinh xảo của Lâm Nguyên Hinh, nàng đang có ý gì? Lâm Nguyên Hinh thản nhiên nhìn thẳng vào mắt tiếu diễn, điện hạ lo nghĩ nhiều rồi. Noãn Nhi sao có ý gì được? Chỉ là thiếp cảm thấy, Noãn Nhi tài mạo như vậy, thân là biểu tỷ thiếp cũng nên trù tính cho mùi ấy nhiều hơn phải tìm một người thật tốt mới không ủy khuất cho muội ấy. Chuyện này nàng không cần quản nhiều. Lâm Nguyên Hinh vẫn không có dấu hiệu bỏ cuộc, vừa rồi Lỗ Vương Phi có mở lời vì tiệm cách. Điều đó không có khả năng. Điện hạ. Lâm Nguyên như ôn nhu gọi hắn. Tiệm cách tuy rằng trầm mặc ít lời nhưng cũng là một người thâm tình. Lỗ Vương Phi có nói từng một lần nhìn thấy Noãn Nhi trên yến hội ngắm hoa của đại công chúa năm đó, tiệm cách liền đối với muội ấy thập phần ái mộ. Nhiều năm qua vẫn chờ Noãn Nhi lớn lên, tình thâm như thế, Điện Hạ sao lại không thành toàn cho hắn. Mâu quan tiếu diễn như Điện, giống như muốn nhìn xuyên thấu Lâm Nguyên Hinh, Hinh Nhi, nàng thông minh như vậy, hẳn là đã nhìn ra tâm ý của ta với Noãn Nhi. Cho nên nàng muốn ngăn cản. Tươi cười của Lâm Nguyên Hinh có chút nhợt nhạt, Điện Hạ, ngài so với Hinh Nhi còn thông minh hơn gấp mấy lần, sao lại không biết tương vương hữu mộng, thần nữ vô tâm. Đây là điển tích giấc mộng vu sơn nói về vô sở tương vương giao hoang cùng thần nữ núi vu sơn trong mộng. Ai muốn hiểu hơn thì hỏi bác vô nhé. Tiếu diễn ngẩn ra, lạnh nhạt nói, ta tự có cách. Lâm Nguyên hình bước đến gần tiếu diễn, khẩn thiết nói, mặc dù điện hạ có cách nhưng dù sao cũng nên hỏi tâm tư noãn nhi một chút. Hỏi xem mùi ấy có nguyện ý gả cho ngài hay không. Điện hạ nay đã là thái tử, tương lai sẽ là cửu ngũ chí tôn, muốn nữ nhân nào mà không có. Vì sao phải miễn cưỡng một nữ tử mà tâm tư không đặt vào ngài? Huống chi lỗ vương này cũng là phụ tá đắc lực của bệ hạ, lỗ vương thế tử hắn. Trên thực tế, Lâm Nguyên Hình cũng biết Âu Dương Noãn đối với tiếu tiệm cách vô tình. Nhưng hiện tại tình hình nguy cấp, bản Nhi gả cho nam tử một lòng vì mình cũng sẽ tốt hơn gả cho nam nhân lãnh khốc vô tình như tiếu diễn. Lâm Nguyên Hình nàng nay đã biết được tiếu diễn đáng sợ như thế nào làm sao nàng có thể trơ mắt nhìn Noãn Nhi cũng bước vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục như nàng. Hình Nhi Ngay cả khi Noãn Nhi nhập phủ, ta cũng sẽ không vì vậy mà lạnh nhạt với nàng. Nàng cần gì phải cản trở như vậy? Đôi mắt tiếu diễn càng sắc bén, thanh âm cũng trở nên lạnh khốc vô tình. Lâm Nguyên hình nghe vậy, đáy lòng liền cười lạnh. Hắn thế nhưng lại nghĩ nàng đang ghen. Quả thực là buồn cười. Trong mắt nàng, Âu Dương Noãn mới là người thân chân chính. Nếu không có muội ấy, mẫu tử nàng đều đã bỏ mạng trên đường chạy nạn rồi. Thời điểm đó vị trưởng phu anh minh thần võ trước mặt này đã ở đâu? Càng nghĩ trong lòng nàng càng phẫn hận, biểu tình trên mặt cũng không tự chủ được mà có chút vội vàng, không, thiếp chỉ là. Lời của nàng còn chưa nói xong thần sắc tiếu diễn đã trầm xuống, hiển nhiên là sẽ lập tức tức giận. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng, biểu tỷ Lâm Nguyên Hình cả kinh, chợt xoay người liền nhìn thấy Âu Dương Noãn đang đi tới. Tiếu Diễn nhìn chầm chầm bóng dáng nàng đang bước tới. Âu Dương Noãn lại cũng thản nhiên hành lễ. Tiếu Diễn đối với sự lạnh nhạt của Âu Dương Noãn không chút vật lòng. Muốn vươn tay đỡ lấy nhưng Âu Dương Noãn lại bất động thanh sắc né qua. Tiếu Diễn hơi hơi có chút xấu hổ, hỏi Âu Dương Noãn, gần đây không thấy muội, sao không ghé phủ thái tử chơi? Ngoại tổ mẫu bị bệnh, ta đến trấn quốc hầu phủ làm bạn tiếu diễn có chút thương cảm thân thiết nói lão thái quân tuổi đã lớn hai năm nay thân mình đã không bằng trước kia lão thái quân thân mình còn cường kiện âu dương loãng cúi đầu thản nhiên nói đa tạ thái tử điện hạ quan tâm hắn khẽ gật đầu thịnh nhi hiện tại đã có nhận thức có thể là muội ở cùng nó thời gian dài nên nó luôn tìm kiếm muội khắp nơi hắn lại nói muội cũng nên thường xuyên đến thăm Thịnh Nhi. Khóe môi Lâm Nguyên hình giật giật, nghiêng đầu lo nghĩ. Nhưng vẫn không thể nhịn được nói, bọn trẻ đều như vậy, qua mấy ngày thì liền sẽ tốt lên. Chỉ là bên cạnh mới đổi nha đầu, nó cũng sẽ khóc nháo. Vẻ mặt tiếu diễn ôn hòa nói, nàng nói gì vậy? Nha đầu sao có thể so được với Noãn Nhi? Hắn chú mục vào khuôn mặt thanh lệ của Âu Dương Noãn, nàng cũng không phải không biết vị biểu muội này của nàng khiến cho người ta rất yêu thích. Còn nữa, bên cạnh Thịnh Nhi có thêm một người sủng ái nó thì có gì không tốt. Lời này đã chứa đầy thâm ý. Lâm Nguyên Hinh cúi đầu, đáy mắt bật ra một tia hận ý lạnh lẽo, nói đến, cái này cũng phải trách mấy nha đầu ma ma bên cạnh Thịnh Nhi, không biết chăm sóc nó như thế nào, để nó tiếp xúc với mấy thứ bẩn thỉu nên mới bị nhiễm đậu mùa. Làm phiền Noãn Nhi phải vất vả một phen. Tiếu diễn nhíu mày, mâu trung có ngọn lửa u ám, nàng không phải đã hạ lệnh phạt trưởng giết hai ma ma rồi sao? Chỉ sợ việc này không riêng gì hai người họ làm. Lâm Nguyên Hinh gần từng tiếng thiêu đốt cựu hận trong lòng, thịnh nhi là trưởng tử của ngài, luôn được bệ hạ cùng ngài sủng ái. Huống chi, trấn quốc hầu phủ này rất thịnh, nếu điện hạ tinh tế tra hỏi. Trong lòng Âu Dương Noãn cả kinh, hóa ra biểu tỷ đã trượng tể hai ma ma. Có thể thấy được biểu tỷ tất nhiên tra ra bọn họ động tay động chân vào y phục của Thịnh Nhi lâm nguyên hinh khẽ hừ một tiếng khóc mắt đã đỏ lên thịnh nhi chỉ là một đứa trẻ vô tội là ai đã ngoan độc đến mức đẩy nó vào chỗ chết tiếu diễn trầm ngâm một lát ôn ngôn khuyên giải dù sao thịnh nhi cũng đã bình an vô sự lâm nguyên hinh bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn nếu thịnh nhi không vượt qua được thì sao điện hạ sẽ là thế nào tiếu diễn hơi hơi trầm ngâm ta biết nàng cùng thịnh nhi đều bị ủy khuất nhưng hậu viện cùng tiền triều thường rút dây động rừng chuyện không thể gấp gáp. Ta cuối cùng cũng sẽ cho nàng một lời công đạo. Nói xong, ánh mắt hắn lại dừng trên người Âu Dương Noãn, Lỗ Vương Phi có chỉ điểm với đại công chúa chuyện hôn sự, muội cũng biết. Âu Dương Noãn chấn động, chợt nhìn về phía Lâm Nguyên Hinh. Thấy đối phương hơi hơi gật đầu với mình thì nhất thời hiểu được. Nếu muốn né tránh tiếu diễn, nàng chỉ có thể lập tức xuất giá. Chỉ là gả cho Lỗ Vương Thế tử cũng không phải là một lựa chọn tốt lắm lỗ vương ngu muội thế tử mặc dù tốt nhưng cũng không thể chống đối tiếu diễn hiện tại lỗ vương phi còn chưa biết tâm tư tiếu diễn nếu biết chuyện này chỉ sợ ngay cả đề xuất cũng không dám ai dám cùng thái tử đương triều tranh giành nữ nhân âu dương noãn thực hiểu được điểm này trong lòng hoảng loạn chỉ có thể cúi đầu nói điện hạ ta cũng là vừa mới nghe nói tiếu diễn rất cao nhìn chằm chằm nàng muội có bằng lòng không âu dương noãn chậm rãi nói điện hạ ngài hỏi ta như vậy, là muốn ta phải trả lời thế nào? Tiếu diễn lạnh lùng nói, ta vừa mới nói chuyện với biểu tỷ muội. Tài mạo như muội sao có thể cam tâm làm một thế tử phi? Không cam lòng làm thế tử phi, chẳng lẽ sẽ làm trắc phi của hắn? Hắn là đang ám chỉ, một khi trở thành nữ nhân của hắn tương lai liền có thể là sủng phi của hoàng đế. Như vậy một thế tử phi nhỏ nho sao có thể so sánh được? Âu Dương Noãn cùng Lâm Nguyên Hinh đều nhìn ra ám chỉ này, đều không tự chủ được mà sắc mặt trắng bệch dương noãn ngẩng đầu ánh mắt sâu thẳm mang theo sự kiên định âu dương noãn sớm đã nói với đại công chúa hôn sự sẽ để đại công chúa làm chủ nhưng chỉ có duy nhất một điều ồ âu dương noãn sẽ không làm tiểu thiếp nếu không phải là chính thê thì sẽ không lấy âu dương noãn gằn từng tiếng kiên định nói tiếu diễn không cần nghĩ ngợi liền nói cái gì không phải chính thê thì sẽ không lấy biểu tỷ muội không phải là trắc phi sao? Chẳng lẽ trong mắt muội nàng chính là thiếp? Lâm Nguyên Hinh cười nhẹ nói, "Điện hạ, tuy nói ta có thể phụng dưỡng bên cạnh ngài là phúc khí của ta. Là chính phi hay trắc phi, ta cũng không mấy để ý." Nhưng Mãn Nhi lại không giống, muội ấy là nữ nhi của đại công chúa, sao có thể giống ta được? Nếu nay ngài chưa có chính phi, thật ra ta cũng mong muội ấy có thể bên cạnh bầu bạn thường xuyên nhưng hiện tại ngài nạp mùi ấy vào phủ thái tử, chẳng phải là đã ủy khuất noãn nhi rồi sao? Lâm Nguyên Hinh nói như vậy, nửa điểm không hề vì tư tình. Từng câu từng chữ đều là muốn nói cho tiếu diễn, để hắn không nên có những hành động vì tâm tư này. Nàng tuy chỉ là trắc phi, nhưng cũng chỉ là dưới một người mà thôi. Nữ tử trong thiên hạ có mấy người có thể so sánh với nàng. Tiếu diễn dò xét liếc mắt nhìn Âu Dương Noãn, chẳng lẽ Noãn Nhi còn ngại vị trí này không vừa lòng, còn muốn làm chính phi. Trong lòng Âu Dương Noãn thống hận tiếu diễn lãnh khốc, trong mắt không khỏi lấp lánh lệ quan, ta cũng không phải nhất định là chính phi, đó chỉ là mong muốn cá nhân mà thôi. Xin thái tử điện hạ thành toàn. Tiếu diễn nhìn hai người nhất ngôn nhất ngữ đều muốn hắn đánh mất ý niệm trong đầu. Hắn cười lạnh, ánh mắt lãnh liệt, xem ra hai người đã thương lượng rất tốt. Không cần thiết nhiều lời nữa. Mãn nhi, muội là vĩnh an quận chúa, hôn sự tự nhiên sẽ có bệ hạ làm chủ. Đến lúc đó cũng không phải do muội tùy hứng. Âu Dương Noãn nghe được lời ấy, lại nhớ tới những lời mà Hoàng thượng nói với Đại Công Chúa. Trong lòng như bị tẩm nước đá, rét đến tận xương. Đúng lúc này, một viên thái giám đến bẩm báo, ca múa đã bắt đầu, bệ hạ mời thái tử cùng vào thưởng thức. Tiếu diễn nhìn Âu Dương Noãn, bên môi thở ra chút hơi thở ấm áp, lại như một tiếng cười nhạo. Hắn quay đầu sải bước đi tiếng cười nhạo kia là đang cười sự dãy dụ yếu đuối vô lực của các nàng. Thanh âm này so với cường đao còn lợi hại hơn, một tiếng này truyền vào tai Âu Dương Noãn giống như xé vào lòng nàng. Đứng trước hoàng quyền, các nàng dùng cái gì để đấu tranh? Chẳng qua chỉ là tự hủy bản thân mà thôi, cũng sẽ liên lụy đến những người thân khác của mình. Điểm này Âu Dương Noãn rõ hơn ai hết. Nàng không phải không có biện pháp để mình gả cho người khác, nhưng hiện tại lựa chọn ai cũng đều hại đến đối phương mà thôi. Tiếu Diễn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Lúc này, nhìn hành lang gấp khúc không thông chút ánh sáng giống như đang đi trên đường cùng. Nhìn không ra điểm cuối, cũng không nhìn thấy ánh sáng, lại càng không nhìn được tương lai. Ý niệm này trong đầu từng chút từng chút khiến thân mình Âu Dương Noãn Lạnh dần xuống. Muốn bước đi lại không thể, toàn thân đều lạnh, tứ chi dường như không còn là của mình nữa đời này nàng luôn nghĩ muốn chính mình nắm giữ cuộc đời của mình. Nàng cũng luôn có rất nhiều chuyện, bên trong vĩnh viễn đấu tranh. Khi thì là cừu hận với kế mẫu, khi lại là kết thân nhân sinh niệm, chiếm đầy suy nghĩ nàng từng ngày. Nhưng, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nằm mơ. Đêm khuya mơ thấy chính mình lúc trước là người mặc kệ người khác sắp xếp. Trong lòng liền bị dày vò, trằn trọc không thể thức giấc. Trên đại điện, từ rất xa vẫn truyền đến thanh âm ca vũ, đức quảng, thanh thanh nhất thiết. Âu Dương Noãn bật cười, cả đời này của nàng thế nhưng lại vẫn không thoát khỏi sự khống chế của hắn. Lúc này, sắc trời đã dần ảm đạm xuống. Rượu quá ba tuần, hoàng đế như hơi say men rượu, nửa nằm trên ngự tọa, gọi sướng ca múa. Rất nhanh, ti trúc mềm mại vang lên. Vũ cơ diễm lệ mặc váy dài màu hồng nhạt, ở trên đài uyển chuyển bắt đầu múa. Động tác mềm nhẹ, váy dài giãn ra, làng váy dơ lên giống như bông tuyết phiêu diêu, rất đẹp mắt. Xem xong ca vũ, chu chỉ quân nói, thật sự là điệu múa đẹp mắt. Vũ đạo như vậy, chắc là phải tốn không ít tâm tư mới biên ra được. Bệ hạ, ngài phải trọng thưởng mới được. Đại công chúa cười nhẹ, ta từng xem qua điệu vũ của dung quận chúa. Hiện tại nhìn của bọn họ, thấy thật vô vị. Dung quận chúa mặc váy phượng vĩ xinh đẹp, làng váy sổ phúc, mỗi phúc là một loại màu khác nhau, bên trên theo văn sức hoa điểu viền váy bằng kim tuyến, thắt lưng màu vàng nhạt càng tôn thêm vẻ tiêm liễu, thước tha như xuân sắc. Phúc, khổi vải, lụa. Lúc này, làng dưới ánh nến sáng người dường như những đống lửa, mang theo một vẻ đẹp đến hoa mắt, hai vị nói đùa rồi, nay ta đã là nữ nhân đã có chồng. Nếu không đã vì mọi người mà bêu xấu rồi. Chu chỉ quân thở dài một tiếng, hơi hơi chú một nhìn lâm nguyên hinh, thoáng như vô tình, vẫn là ta chậm một bước, chưa từng được xem dung quận chúa nhất vũ khuynh thành cũng như chưa từng được nghe của Vĩnh An quận chúa gãy đàn. Nghe nói trên yến hội ngắm hoa năm đó, vẫn là Vĩnh An quận chúa đứng thứ nhất. Trên mặt tiếu diễn hình như có một chút men say nhưng đáy mắt lại thập phần thanh minh, ồ, còn có chuyện này sao? Tất nhiên rồi. Chu chỉ quân nâng ly rượu để bên môi, nhãn trung như tơ mị có một tia chua hoa lãnh ý, không biết hôm nay có còn được cơ hội như vậy, được thưởng thức cầm nghệ của Vĩnh An quận chúa. Nói xong liền bỏ lại ly rượu, Đi tới bên cạnh Tiếu Diễn, cười nói, "Điện hạ, ngài nói xem có đúng không?" Tiếu Diễn cười nhìn về phía hoàng đế trên ngự tọa, "Chuyện này đương nhiên là phải xem ý tứ của phụ hoàng." Tiếu Khâm vỏ hơi trầm ngâm, nhưng tiện nói, "Nếu đã như vậy, Vĩnh An hãy vì mọi người tấu một khúc đi." Chu Chỉ Quân nở nụ cười, sau đó hơi hơi hé miệng, cũng không biết có phải là đang cười hay không. Thanh âm hơi hơi chói tai, đâm vào lòng người không biết vĩnh an muốn đàn tấu nhạc khí nào âu dương noãn nhìn chu chỉ quân đôi mắt trong suốt không bằng thái tử phi cứ phân phó chu chỉ quân cười cười lâu nay nghe thấy vĩnh an thiện cầm nghe nói mấy ngày trước ở kinh đô xuất hiện một loại hề cầm đây là một loại cầm hiếm lạ kinh đô ít có người biết không bằng liền lấy nhạc khí này đi nói xong ánh mắt của nàng đảo qua âu dương noãn ánh mắt kia đạm mặt thế nhưng lại mang theo một tia hèn mọn Lúc này, một cung nữ dùng khay đồng sắc mạ vàng để một cái chén bạch ngọc đựng đầy hoa hồng lộ ướp lạnh, mang đến trước mặt Âu Dương Noãn. Đại công chúa cười nói, mau đi đi, đừng làm ta mất mặt. Trong mắt Âu Dương Noãn diễm quan đang vào gần sóng. Quan ảnh trong đó biến ảo mê ly. Nàng chậm rãi uống cạn hoa hồng lộ trong chén, chậm rãi đứng lên rồi nói, vâng. Bậc thang trên đường đi có vô số đèn cung đình, trên chụp đèn vẽ từng đóa từng đóa mẫu đơn, lờ mờ ánh lên làng váy nàng cành lá sinh tư tựa như thịnh phóng mà nàng một đường bước xuống bậc thang làng váy lay động trong bóng đêm để lại dấu vết khiến người ta kinh diễn ánh mắt tiếu diễn nhìn âu dương noãn không rời có lẽ âu dương noãn thật sự mỹ mạo nhưng sự mỹ mạo của nàng không phải là thứ hấp dẫn hắn trước kia hắn muốn có được nàng như vậy chẳng qua là vì có thêm một bông hoa đẹp để để thưởng thức nhưng hiện tại hắn lại không biết vì sao bản thân lại chấp nhất muốn nàng như vậy nàng càng kháng cự hắn lại càng để ý ngay cả chính hắn đều cảm thấy nữ tử này rất mê hoặc không có lẽ là hắn đã bị nghiện rồi âu dương loãng rất ít tấu cầm trước mặt người khác có một ít lần đều là tấu đàn cổ nhưng lúc này chu chỉ quân lại cố ý khó xử bảo nàng tấu hề cầm đây quả thực là đang làm khó bởi vì ai cũng biết hề cầm chỉ có hai giây nếu là một người không tin thông âm luật thì không thể tấu hay. Cái này cần có bản lãnh thâm hậu, nhất là đối với yêu cầu vận cung lại càng nghiêm khắc. Nếu không, không cần nói phải nói diễn tấu không ra nhạc khúc thần vận. Liền khi chạm vào dây đàn chỉ có thể phát ra thanh âm tăng, tăng, rất khó nghe. Nhưng chu chỉ quân cũng không biết, đàn cổ không phải là sở trường tốt nhất của Âu Dương Noãn. Thứ nàng tinh thông đó chính là hề cầm mà ít người thích này bởi vì kiếp trước Tô Ngọc Lâu rất thích nghe hề cầm khúc ngân Nga triền miên. Cũng vì thế mà Tô Gia thậm chí còn nuôi một vị nhạc công hề cầm trong nhà. Âu Dương Noãn vì muốn trượng phu vui, chẳng những đã luyện tập qua loại cầm này mà thậm chí còn ngày đêm khổ luyện. Còn từng kéo đứt cả dây đàn của một cây hề cầm. Chỉ tiếc năm đó nàng cũng không thể lĩnh hội được sự mỹ cảm của loại nhạc khí này, chỉ cảm thấy thanh âm của nó quá mức bi thiết. Nếu không phải là Tô Ngọc Lâu thích thì nàng cũng tuyệt đối không chạm vào nó. Cũng bởi vì như thế mà cầm kỹ của nàng mặc dù có tiến bộ nhưng lại thủy chung không thể đột phá, càng không thể nắm giữ tinh túy trong tiếng đàn của loại nhạc khí này. Hiện tại nhìn thấy nó, lòng của nàng cũng như trời long đất lở. Âu Dương ngoãn trữ thần tĩnh tâm, ngón tay đặt trên dây đàn không ngừng nhảy múa. Lưu thủy nguyệt quang đều biến thành âm phù động lòng người. Câu mạc hoạt lạc giống như dòng nước xiết phi tả dọc lộ hiên ngang. Nhưng một chuỗi âm phù này cũng không hề vui vẻ hợp với chi khúc. Ngược lại làm người ta sinh ra một loại thở dài ưu quốc ưu dân. Ẩn ẩn toát ra một tia sắc bén, nếu không phải tận mắt chứng kiến sẽ nghĩ khúc cầm này xuất phát từ một nam nhân chứ không phải đến từ đôi tay nho nhỏ của nữ nhân. Chu Chỉ Quân dùng đôi mắt như ngọc lưu ly nhìn nhìn Âu Dương Noãn, đôi môi đỏ mọng liền ngưng một nụ cười lạnh. Đừng nghĩ hết thảy đều thuận lợi như vậy, thuận lợi khiến người ta hưng phấn chuyện cho tới bây giờ nàng tuyệt sẽ không để người mình luôn gọi tỷ kêu muội này đắc ý như vậy chợt nghe lúc này dây đàn trong tay âu dương noãn bị đứt một giây lâm nguyên hình ngoài ý muốn cả kinh thiếu chút nữa là từ chỗ ngồi đứng lên hề cầm chỉ có hai giây bị đứt mất một giây thì tấu thế nào vạn nhất khúc nhạc bị gián đoạn thiên tử tức giận đó chính là tội rơi đầu ngay cả khi âu dương noãn có thân phận đặc thù cũng sẽ không được tha khúc âm đột nhiên thoáng ngừng ngón tay âu dương Mãn không biết từ khi nào đã hãm sâu vào lòng bàn tay móng tay đâm thật sâu vào da thịt đau đớn chết lặng nàng ngửa đầu xa xa nhìn chu chỉ quân đang ngồi trên cao kia trên mặt dần hiện lên nụ cười lạnh thì ra là thế chu chỉ quân rốt cục cũng không ngồi yên rồi sao mục đích của nàng ta là muốn hoàng đế ngại uy nghi không thể không giáng tội mình hay là muốn mình nhục nhã trước mặt mọi người hay là nàng ta vẫn mãi lo lắng về chuyện tứ hôn. Âu Dương Noãn nhìn Chu Chỉ Quân, mỉm cười, rất diễm lệ cũng rất lãnh khốc. Tay nàng hạ xuống, âm phù lại một lần nữa vang lên. Chỉ dựa vào một giây, ngón tay trượt tới trượt lui, thanh âm thoáng vút cao rồi lại trầm thấp. Tạo thành khí thế giống như từ trên vách núi cao ngã xuống vực sâu vạn trường. Giống như phẫn nộ nóng cháy đột nhiên bị kéo trở lại trong dòng sông lạnh như băng. Khiến trái tim người nghe cũng biến hóa theo khúc nhạc. Ai cũng đều không nghĩ được Âu Dương Noãn Thế nhưng có thể dùng thần thái tự nhiên diễn tấu trên một dây đàn duy nhất hoàn thành khúc nhạc. Mọi người đồng thời đều trừng mắt cứng lưỡi, mọi người đều đồng loạt tán thưởng. Một khúc kết thúc, cả sảnh đường đều ồn ào hẳn lên. Nhưng vào lúc này Tiếu Diễn đột nhiên đứng lên, cất cao giọng nói, "Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn thỉnh cầu." Âu Dương Noãn liền cảm thấy trong lòng như đột nhiên bị ai đâm mạnh một nhát, bên tai ù đi. Đại công chúa lập tức nhíu mày, tay trong tay áo siết chặt hoàng đế hơi hơi hít mắt giống nhau không chút để ý cô diễn nhi có chuyện gì lâm nguyên hình lập tức đứng lên trên mặt lộ ra tươi cười tươi cười này giống như băng tuyết khai dung điện hạ là muốn xin bệ hạ ban thưởng cho vĩnh an sao biểu tỷ lúc này còn muốn giúp nàng âu dương noãn theo bản năng vừa muốn nói nhưng lại bị nghẹn lại không thể phun ra được một chữ chu chỉ quân lạnh mắt nhìn sóng mắt xẹt qua tiếu diễn Lâm Nguyên Hinh lại nhìn qua Âu Dương Noãn. Chuỗi dây kết ngọc trên đầu như bị bám từng đợt gợn sóng. Hoàng đế nhìn Âu Dương Noãn. Giờ phút này nàng đang đứng bên dưới, gió lạnh ban đêm chợt nổi lên. Làng váy của nàng giống như hoa nhẹ tung bay, như muốn bay vào bóng đêm vô tận. Mặc dù trên đại điện đèn sáng như Minh Châu lưu động, hoàng đế cũng không thể thấy rõ thần sắc của nàng. Chỉ có thể nhìn thấy phượng sai dương cánh phi vũ trên trâm cài của nàng, như nắng hè chói chang, làm bỏng mắt ông. Đây là thứ mà Tiếu Khâm Võ đã đưa cho Lâm Viễn Thanh, không nghĩ rằng nàng thế nhưng vẫn còn giữ. Càng không thể nghĩ được, nàng lại đem vật đó để lại cho Âu Dương Noãn. Tại đây ngay lúc này, ông cơ hồ như nhìn thấy Lâm Viễn Thanh đang đứng trước mặt mình. Âu Dương Noãn gục đầu xuống, đây xem như là cố gắng cuối cùng của nàng. Chỉ có thể mong bệ hạ đối với mẫu thân vẫn còn một chút ấy nấy. Ánh mắt Tiếu Khâm Võ ngưng lại, nửa ngày không nói gì tiếu diễn hơi hơi vừa động lâm nguyên hinh cơ hồ như là bấu víu lấy tay hắn thanh âm cầu xin điện hạ đừng thanh âm của nàng rất nhỏ cơ hồ như không thể nghe thấy ngón tay tiếu diễn lạnh lùng lâm nguyên hinh nhìn chiếc nhẫn xanh biếc trên ngón tay hắn lại nhìn đến tay áo bị nàng nắm chặt đến nhăn nheo biểu tình ấm áp của hắn lạnh dần xuống giống như hàng sương ngàn năm đột ngột rút đi hô hấp của nàng chỉ với một động tác nhỏ, hắn đã không giấu vết cỡ tay nàng ra. Nhi thần muốn thỉnh cầu. Thái tử điện hạ là muốn thỉnh hôn cho ta cùng vĩnh an quận chúa. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Mọi người cả kinh nhìn lại, chỉ thấy hai nội giám cầm đèn lưu ly dẫn đường. Ánh sáng ngọn đèn như ánh sao lưu động trong bóng đêm. Giữa quan ảnh lưu động, tiếu trọng hoa sải bước đi vào. Hắn, một thân phong trần mệt mỏi. Hiển nhiên là vừa mới gấp gáp trở về. Hoàng đế lập tức từ ngự tọa đứng lên, "Trọng Hoa, ngươi đã về." Trong mắt hoàng đế chính là kinh hỉ khi nhìn thấy điệp tử. Yến Vương cáo ốm không tới, hoàng đế không được nhìn thấy đệ đệ vẫn luôn tín nhiệm. Hiện tại nhìn thấy Tiếu Trọng Hoa, trong lòng hoàng đế dâng lên một loại vui sướng không nói nên lời. Mọi người đều không nghĩ Tiếu Trọng Hoa lại xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì hai ngày trước tất cả mọi người đều nghĩ hoàng đế sẽ vì tấu sớ của lỗ vương mà giáng chức minh quận vương nhưng tiếu trong hoa lại bắt sống được trưởng tử tiếu thiên đức của tần vương hơn nữa còn bắt được hai vạn thủ hạ của hắn đã vậy lại đoạt lại được năm tòa thành trì từ trong tay tiếu thiên diệp lúc này mọi người mới hiểu được một thực tế tiếu thiên diệp càng càng rỡ triều đình lại càng cần minh quận vương đây là đạo lý rất rõ ràng cứ như vậy hoàng đế cùng thái tử cũng sẽ không thể quá đáng hà quý hắn. Nhưng vào thời khắc trọng yếu này, hắn thế nhưng lại hồi kinh. Con người tiếu diễn nháy mắt liền co rút mạnh, nhưng trên mặt lại vẫn cười cười như trước, minh quận vương, sao lại đột nhiên hồi kinh vậy? Tướng lãnh xuất chinh bên ngoài, nếu không được tuyên triệu sẽ không được hồi kinh. Nếu vi phạm sẽ bị xử theo quốc pháp. Gió lạnh thổi vù vù, thanh âm của tiếu diễn không lớn, nhưng lại thuận gió truyền đi trái phải nhất thời nín thở tĩnh khí trong đại điện đột nhiên trở nên tĩnh lặng náo nhiệt vừa rồi cũng im bặt trên ngự tọa tiếu khâm võ thản nhiên cười là trẫm bảo trọng hoa về chuẩn bị cho mọi người một sự kinh hỉ tiếu diễn cả kinh ngẩng đầu bên tai ẩn ẩn có tiếng mã phong lại hình như có tiếng vọng hào hùng tóc tiếu khâm võ đã nhiễm sương sắc khóe mắt đã lộ vết chân chim nhưng trong ánh mắt kia lại hiện lên sự kiên định mà tiếu diễn chưa bao giờ gặp qua ông tự hồ như đã hạ quyết tâm một chuyện gì đó, ngay tại một khắc kia. Tiếu diễn miếng môi sau đó chậm rãi cười nói, nếu đã như vậy, mời Minh quận vương ngồi vào vị trí. Tiếu trọng hoa giống như không thấy cũng như không nghe. Hắn đi thẳng đến bên cạnh Âu Dương Noãn, mỉm cười nhìn nàng rồi lặp lại một lần nữa, bệ hạ, xin ngài hãy chỉ hôn cho thần cùng Vĩnh An quận chúa. Tiếu diễn chưa từng nghĩ Tiếu Trọng Hoa sẽ nói như vậy. Những lời không thể nói tích đầy một bụng hắn, mày nhíu chặt, chỗ đuôi mắt xẹt qua một chút âm cưu. Hắn nhìn Âu Dương Noãn, chỉ thấy nàng cục mắt xuống im lặng, khiến hắn không thể nhìn ra được điều gì. Chỉ có Âu Dương Noãn biết huyết mạch của mình đang kịch liệt nhảy lên. Trong thời gian ngắn tâm liền rối loạn. Nếu không có trận họa chiến này, nàng tuyệt đối sẽ không phải đứng đầu ngọn gió như vậy. Nàng thế nhưng lại có liên hệ với Minh Quận Vương. Đúng vậy, nàng leo lên đại công chúa, từng là muốn liều lĩnh hướng lên trên bởi vì nàng muốn che chở cho những người thân của nàng. Nhưng trong lòng nàng vẫn có một chút do dự, một chút lo sợ nghi hoặc. Tiếu Trọng Hoa là một người thông minh tuyệt đỉnh. Thuở nhỏ học ngự hạ chi đạo, nhìn thấu tâm tư người khác, xuất lĩnh thiên quân vạn mã. Nhưng, nàng không biết, chính mình có quyết tâm cùng tự tin ở bên cạnh hắn hay không. Ánh mắt đại công chúa bỗng nhiên rung lên, nhất thời quan ba lưu chuyển nhưng lại giống như đôi mắt ngây thơ linh động một tia vui sướng đã không thể áp chế, bà đứng mạnh lên, gằn từng chữ nói, xin bệ hạ hãy tứ hôn cho Minh quận vương cùng Vĩnh An. Âu Dương Noãn hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt xẹt qua đại công chúa. Nàng lại nhìn đến tiếu diễn, đã thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, còn lạnh hơn những bông tuyết ngày đại hàng, đâm thẳng vào tim nàng. Ánh mắt hắn giống như đang cảnh cáo nàng, đừng mưu toan tính toán muốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên cầm lấy tay của nàng giống như sự ấm áp duy nhất trong đêm lạnh giá, nàng chợt quay đầu liền thấy gương mặt tuấn mỹ của tiếu trọng hoa gần trong gan tất. Đôi mắt đánh thẳng vào tim nàng, ánh mắt lại càng sáng ngời hơn trong bóng đêm thiêu đốt chút diễm. Cứ thế đêm bóng đêm đốt diệt vạn kiếp bất phục, trong nháy mắt nàng thế nhưng lại bị trấn trụ. Tiếu diễn lạnh lùng nhìn bọn họ, tươi cười trên mặt lại giống như hồ nước đóng băng vạn năm, hàng khí tỏa đầy. Vĩnh An, ngươi là một đứa nhỏ có chính kiến hiện tại minh quận vương hướng trẫm thỉnh hôn, ngươi có bằng lòng hay không? Tiếu khâm võ chậm rãi nói. Nhất thời, áp lực khiến đại điện im lặng, như là sự yên tĩnh trước cơn bão. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Âu Dương Noãn. Nàng im lặng, sắc mặt lại không có một tia huyết sắc, giống như nàng được tạo từ băng tuyết. Nàng ẩn ẩn cảm thấy tâm bích đều ẩn ẩn nóng lên. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ nhàng cắn môi, sắc môi tái nhật liền trở nên hồng hồng giống như được tô một lớp son. Rất nhiều chuyện đã không dám nghĩ nhiều. Bởi vì chỉ cần nàng cân nhắc liền sẽ lập tức chạm vào nỗi khổ riêng sâu đậm trong đáy lòng. Rất nhiều chuyện cũ sẽ hiện lên trước mắt, bất giác có chút hoảng hốt. Nhưng, chẳng qua chỉ trong chốc lát, vẻ mặt của nàng rất nhanh liền bình tĩnh, nhướng mày, cúi đầu chỉ nói một chữ, vâng. Nghe vậy, trong đại điện nhất thời ồ lên. Tiếu diễn nhìn về phía Âu Dương Noãn, ánh mắt nóng bỏng nơi này không ít người đều ẩn ẩn phát hiện bọn họ cũng từng hoài nghi âu dương noãn muốn gả vào phủ thái tử dù sao một nữ tử xinh đẹp chói mắt như vậy trừ bỏ thái tử còn ai tốt hơn trong đó cũng bao gồm lỗ vương phi từng muốn âu dương noãn làm con dâu ngay khi ca múa bắt đầu không lâu đã có người ám chỉ với bà âu dương noãn không phải là nữ nhân mà lỗ vương thế tử có thể chạm vào vì thế sau một lúc lâu mọi người liền chậm rãi đem ánh mắt kinh cụ hưng phấn nhìn âu dương noãn trong không gian yên tĩnh đó hoàng đế cười cười nói vậy tuyên chỉ tiếu diễn lạnh lùng nhìn phụ hoàng của mình không khỏi nhếch miệng cười vở diễn này đúng là hoàn hảo hoàng đế cũng cười từ trên cao nhìn thẳng xuống tiếu diễn trong tầm mắt cũng không chút nào che giấu sự cảnh cáo tiếu diễn đột nhiên xoay người đi xuống bậc thang âu dương noãn ngẩng mặt lên bỗng nhiên một cảm giác mang mát ùa vào sau lưng chỉ nhìn thấy tương cũng vân vân phức tạp trên người tiếu diễn đai lưng châu ngọc được làm thủ công hoa mỹ nhất thời chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ của mọi người hóa ra hắn đang chậm hãi bước đến gần nàng âu dương Noãn vẫn đối với tiếu diễn có một loại sợ hãi thấu xương đây là vì nàng biết rõ thủ đoạn của đối phương tàn nhẫn ra sao tàn nhẫn đến mức trơ mắt nhìn mẫu thân mình chết đi đau như vậy Hắn thế nhưng cũng có thể chịu được. Người như vậy, đối với chính mình ngoan độc, làm sao có thể đối với người khác không như vậy? Hắn sẽ dễ dàng buông tay như vậy sao? Âu Dương Noãn cơ hồ như muốn lui về sau, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay nàng kia lại mang theo một loại sức mạnh khiến người ta rất an tâm. Cũng khiến nàng không thể lui về phía sau, không thể. Lâm Nguyên Hình thấy một màn như vậy, bàn tay cầm lấy ly trà cứng ngắc một chút nhưng lập tức liền giống như không có chuyện gì mà tiếp tục tinh tế nhấp một ngụm. Móng tay gõ trên đĩa trà, một tiếng thanh thúy nhẹ nhàng vang lên. Ánh sáng từ trong chút quang lóng lánh, đầu ngón tay thon dài như ngọc bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Một loại sợ hãi thật sâu làm nàng không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể tự cường nhẫn nại. Con người đen bóng của tiếu diễn hiện lên chút hàng quang, sâu thẳm mà lạnh liệt. Hắn chậm rãi hướng phía dưới đại điện, ánh mắt như thiết nóng chảy đột nhiên kích khởi tim Âu Dương Noãn đập nhanh, ngay lập tức mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ thái tử muốn mở miệng ngăn cản, bao gồm cả Chu Chỉ Quân lẫn Lâm Nguyên Hinh. Nhưng trên đời này, người chân chính hiểu Tiếu Diễn, ngoại trừ phụ thân hắn còn có Tiếu Trọng Hoa. Tiếu Trọng Hoa biết rõ, cái gì đối với Tiếu Diễn mới là quan trọng nhất. Tiếu Diễn không thể, cũng tuyệt đối không cho phép kẻ nào phá vỡ quyền lực cùng địa vị của mình. Đối với Tiếu Diễn mà nói, Âu Dương Noãn xác thực có tầm quan trọng nào đó. Nhưng nàng không quan trọng đến mức khiến hắn buông bỏ những gì đã phải từng bước từng bước sớm an bài tốt kia. Cho nên, Tiếu Diễn càng thêm không có khả năng cho phép bất luận kẻ nào phá vỡ cục diện hắn phải vất vả lắm mới tạo nên được này. Bất luận là kẻ nào, cũng bao gồm cả bản thân Tiếu Diễn. Tiếu Trọng Hoa thản nhiên nở nụ cười, trong mắt như có ánh lửa sáng ngời. Mạch nước ngầm vô danh lặng lặng, tạo nên từng đợt gợn sóng. Nhưng dáng vẻ hắn vẫn điềm nhiên như nước, giọng điệu kiên quyết, điện hạ là tới chúc mừng. Tiếu diễn nhìn thẳng hắn một lát, thần sắc trầm tĩnh khó dò. Qua một lúc hắn mới cong khóe môi lên, bước lên phía trước, bộ pháp trầm ổn. Ánh mắt lại nhìn chầm chầm Âu Dương Noãn, giọng điệu cố gắng để không lạnh nhạt nhưng rốt cuộc vẫn là ẩn chứa vô số tàn châm, đương nhiên, ta đến là để chúc mừng hai vị. Lời nói còn vang vẳng bên tai, cũng đã cách xa vạn dặm quan ải. Lúc này, Tiếu Thiên Diệp đã đến Nam Chiếu. Một nhánh đội ngũ đi nửa ngày mới tới thành Lam Nam Chiếu Quốc. Nam Chiếu không giống với Đại Lịch, tứ phía đều là núi. Cũng vì nguyên nhân đó mà Nam Chiếu lại dễ thủ khó công, tự thành nhất thể, bên trong ít có trung chuyển. Tiếu Thiên Diệp vừa mới đến cửa Nam Thành, Đại Hoàng tử Nam Chiếu vương Chính Nam đã đứng ở cửa xếp thành hàng nghênh đón. Vừa thấy Tiếu Thiên Diệp đến liền tươi cười hớn hở tiến lên tiếu thiên diệp là người lãnh lệ khỉ nộ vô thường nhưng hắn cũng là một người thập phần hiểu được cách nắm bắt thời cơ nhìn thấy vương chính nam liền lập tức xuống ngựa cười nói đại hoàng tử vương chính nam cũng bước nhanh lên phía trước vỗ vỗ bờ vai của tiếu thiên diệp nói thế tử ngươi cưới vân la về sau chúng ta chính là người một nhà xưng hô này cũng nên sửa lại đó là đương nhiên tiếu thiên diệp mỉm cười thông dong nói môi công lên giống như thập phần đồng ý với cách nói của vương chính nam vương chính nam trời sinh tính tình hào sản hắn ha ha cười lớn nghiễm nhiên xem tiếu thiên diệp như là em rể mình bàn tay dài rộng lập tức chụp lên vai tiếu thiên diệp tiếu thiên diệp nhịn không được ho nhẹ hai tiếng đối phương thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt liền buông tay tươi cười nói thế tử là người đại lịch xương quốc dù sao cũng không thể so với người nam chiếu thô bỉ như ta nhìn sắc mặt của ngươi không thích hợp đứng bên ngoài gió lạnh nói chuyện mau vào đi thôi phụ hoàng chờ ngươi đã lâu tướng lãnh phía sau tiếu thiên diệp đối với biểu hiện gần như là vô lễ của đại hoàng tử nam chiếu liền lộ vẻ bất mãn trong lòng người đại lịch chung quy là vẫn khinh thường người nam chiếu chỉ biết vũ đao múa kiếm huống chi nhiều năm qua nam chiếu còn không ngừng quấy phá biên cảnh đại lịch hai đất nước thù hận đã lâu nếu không phải tiếu thiên diệp đã hạ quyết tâm thì các tướng lãnh vô luận như thế nào cũng không chịu đi chuyến này ánh trăng nhạt nhẽo trong sương mù phiêu phiêu như nhảy múa hoàng cung nam chiếu trong lam thành ca thai vũ tạ một mảnh sinh ca yến vũ náo nhiệt phi phàm hoàng đế nam chiếu vưu Kiếm nam là con trai thứ ba của tiên đế nam chiếu xưa nay quyền cao chức trọng rất được tiên đế coi trọng sau khi tiên đế mất vưu Kiếm nam ủng hộ lập tiểu thái tử do hoàng hậu sinh ra làm hoàng đế ỷ vào việc cô nhi quả phụ không có chỗ dựa vào từ đó hắn quyền khuynh nhất thời nổi bật không có ai có thể hạn chế từ đó về sau, hắn giả tâm bừng bừng, tùy tâm sở dục chinh chiến Nam Bắc. Không ngừng thâu tóm một ít bộ lạc nhỏ yếu quanh Nam Chiếu. Sau khi hắn tự thân lớn mạnh, liền giết tiểu hoàng đế, trở thành tân vương Nam Chiếu. Sau khi tiếu trọng hoa hồi kinh, lỗ vương đã lại đánh mất 10 tòa thành trì vào tay tiếu thiên diệp. Như vậy tính ra trong tay tiếu thiên diệp đã có lượng đất phong lớn nhất qua các đời. Nghiễm nhiên trở thành một phiên vương thực lực hùng hậu một đôi mắt lạnh như băng của Vưu Kiếm Nam nhìn Tiếu Thiên Diệp, trong lòng tính toán làm sao để đoạt được 10 thành trì cùng quân đội trong tay đối phương. Tuy nhiên tươi cười trên mặt cũng lại là một bộ dáng hết sức hiền hòa. Lăng Tiêu là tướng lãnh tâm phúc mà Tiếu Thiên Diệp tự tay đề bạc. Lúc này hắn cũng biết rõ mục đích của việc này, hắn nhìn quét qua toàn bộ yến thính, cũng không hề nhìn thấy nữ quyến, không khỏi nhíu mày hỏi, sao không thấy Vân La công chúa? Khụ, khụ, đại hoàng tử mất tự nhiên ho khan một tiếng lại cười hắc hắc hai tiếng che giấu nữ nhân mà rất phiền toái a à. phụ hoàng ta nói thế tử tới có lẽ muội ấy thẹn thùng không chịu đi ra gặp ngươi tiếu thiên diệt mỉm cười tự hồ như không thèm để ý hắn liếc mắt nhìn lăng tiêu ý bảo hắn không cần hỏi lại sau đó liền hướng vưu khiếm nam kính một ly rượu nhưng vừa mới giơ cái chén lên lại nghe thấy một đạo âm thanh của nữ tử phụ hoàng đây là phò mã tốt mà người tìm cho nữ nhi sao? Lập tức liền thấy một nữ tử không coi ai ra gì đi vào yến thính. Tiếu thiên dịp lạnh mắt nhìn lại, chỉ thấy người tới một thân váy đỏ dài, trên váy điệp theo hoa lăng tiêu đỏ thẩm kiều diễm rực rỡ. Làn da đậm màu khỏe mạnh lại đầm thắm, không giống với làn da trắng nõn của nữ tử ở đại lịch. Mi dài nhẹ nhàng cong cong, ánh mắt như bảo thạch. Khóe mắt hơi nhướng lên tạo thành mắt xếp quyến rũ, lại càng mang hơi thở hoang dã bất tuân thắt lưng bên hông càng tôn thêm đường công dáng người mạng diệu. Vân La công chúa là đại mỹ nhân của Nam Chiếu. Nếu luận bộ dạng, thật sự là mỹ nhân hiếm thấy trên đời. Người trên đại điện đều sửng sốt, ở đại lịch đều xem nữ tử yếu liễu đào tơ là chuẩn mực của cái đẹp. Nữ tử hoang dã quyến rũ nóng bỏng như vậy, thật sự là chưa từng có. Vưu khiếm nam ha ha cười nói, Vân La, ngươi đến rồi. Nhanh, nhanh qua bái kiến thế tử đi. Vân La công chúa cũng rất không nể mặt, tà nghệ hừ lạnh với Tiếu Thiên Diệp, thế tử gì gì đó, ta chưa bao giờ gặp qua. Mọi người nghe vậy thì sửng sốt, sắc mặt không khỏi đều trở nên khó coi. Vị Vân La công chúa này đẹp thì đẹp thật, nhưng sao lại là người không có giáo dưỡng như vậy? Bọn họ đều không biết, Nam Chiếu Hoàng đế chỉ một duy nhất một nữ nhi này. Bình thường thập phần chiều chuộng yêu thương, cơ hồ sủng ái đến mức vô pháp vô thiên so với bình thường thì thái độ này của Vân La còn chưa tính là gì. Quả nhiên, quân thần Nam Chiếu đều lộ ra biểu tình như đã quen lắm rồi. Ngữ khí Vân La ác liệt, Tiếu Thiên Diệp cũng không phải là người ngốc đến mức không nhìn thấy. Nhưng luận về ác khẩu hắn cũng không hề thua ai. Chỉ là nay đang ở trên địa bàn của người khác, hắn cũng hiểu được thời thế. Nếu yến hội này trở thành tạp trận, đối với bản thân hắn cũng không có gì tốt. Cho nên hắn vẫn tươi cười như trước, Công chúa thật biết nói đùa. Vân La cũng không thèm nhìn Tiếu Thiên Diệp, cứ thế thẳng hướng Vưu Kiếm Nam đi đến. Khuôn mặt tức giận nói, phụ hoàng, người cũng biết Tiếu Thiên Diệp này là loại người gì. Ai cũng đều nói hắn luôn làm việc tùy hứng, âm tình không chừng, hỉ nộ ô thường, người muốn nữ nhi gả cho một người như hắn sao? Trên mặt Vưu Kiếm Nam hiện chút xấu hổ, nữ nhi này của hắn tính tình thật sự cương liệt từ lúc hắn nhắc đến chuyện hôn sự này nàng liền ồn ào không chịu lấy tiếu thiên diệp lúc nãy cũng là sợ nàng nháo loạn nên bảo hết nữ quyến trong cung ở cùng nàng không cho nàng tới nơi này không nghĩ nàng thế nhưng vẫn chạy tới hắn ho nhẹ một tiếng cái này chẳng qua chỉ là lời đồn mà đã là lời đồn thì không đáng tin vị thế tử này hiện đang đứng trước mặt ngươi là tốt hay xấu nhìn liền sẽ biết ta nhìn hắn một chút cũng không thấy tốt bộ dạng như nữ nhân đã vậy còn nghe nói lại có tâm tật. Nói không chừng ta gả đi vài năm lại phải thủ tiết, ta mới không cần. Vân La ngay cả mặt mũi của hoàng đế cũng không để vào mắt khiến mọi người đều có chút xấu hổ. Cương mặt già nua của vưu khiếm nam liền đỏ bừng, muốn la mắng nhưng lại cũng không nói ra lời. Suy nghĩ nửa ngày cuối cùng chỉ phải hô to, một công chúa đứng đây cãi lộn thì ra thể thống gì nữa. Còn không mau đi xuống. Đại hoàng tử vưu chính nam vội vàng đi lên hòa giải, muội muội, phụ hoàng đang bàn chuyện quốc gia đại sự. Chuyện của muội để nói sao? Đừng ở đây, trước mặt khách nhân làm mất uy nghiêm của công chúa, sẽ bị người ta chê cười a. À. Hừ, ai dám chê cười ta? Vân La hung tợn bỏ lại một câu. Sau đó liền thở phì phì ngồi xuống vị trí, biểu tình còn có chút căm giận. Nhị hoàng tử cười tủm tỉm, "Vân La, thế tử từ nhỏ đến lớn đều là gặp gỡ những cô nương nhu tình như nước." Mụi đừng dọa hắn sợ a à. đề nghị liên hôn là do đại hoàng tử đề xuất nhị hoàng tử vua chính quân vẫn luôn phản đối mối hôn sự này nhưng lại nề hà hoàng đế cùng đại hoàng tử đều dốc hết sức thúc đẩy khiến hắn có tâm mà không có chỗ dụng tam hoàng tử vua chính sinh vẫn luôn bình tĩnh nhìn thế cục ánh mắt như hạt châu vừa chuyển liền nhìn tiếu thiên diệp nói ngươi là từ đại lịch tới nghe nói kinh đô các ngươi có hai nữ tử xinh đẹp tuyệt trần được xưng là song bích kinh đô thật sự là rất đẹp sao. Tiếu Thiên Diệp nâng mắt lên, đôi mắt như Xuân Thủy liền có sự sắc bén. Nhưng lại cũng càng nhiều biểu tình mềm mại như một đứa nhỏ. Hai loại cực đoan cùng nhu hòa hòa cùng một chỗ liền biến thành một sự bí ẩn. Trên yến hội, vẻ mặt của hắn Thủy chung vẫn thản nhiên, cũng không hề có chút buồn hay giận dữ. Chỉ đến khi Tam Hoàng tử nhắc đến sông Bích Kinh Đô, mày hắn làm như lơ đãng hơi hơi nhướng lên đôi con ngươi như bao phủ một lớp băng mỏng nhẹ nhàng chớp lên chỉ liếc mắt một cái liền giống như sông băng cái loại rét lạnh này khiến trong lòng lăng tiêu vẫn luôn chú ý mọi động tỉnh nơi này hơi hơi dị động vẻ mặt như vậy ai cũng không biết thế tử hiện tại đang nghĩ cái gì nhớ tới lời phân phó của tấn vương thế tử trước khi đi lăng tiêu liền nhanh chóng cười nói đúng vậy ban đầu ta cũng nghĩ trên đời này sẽ không có ai vượt qua được hai vị mỹ nhân kia nhưng hôm nay khi nhìn thấy vân la công chúa mới biết hóa ra là do ánh mắt chúng ta thiển cận tam hoàng tử ha ha cười nói trên đời này đúng là nhiều chuyện nói quá sự thật dung chi tục phấn tầm thường sao so được với vân la của chúng ta chén rượu trong tay tiếu thiên diệp hơi hơi sóng sánh ý tứ này đúng là châm chọc đến tận xương nhị hoàng tử nhìn thoáng qua tiếu thiên diệp cái này cũng chưa chắc a à. quý quốc thật sự là khiêm tốn nói xong hắn liền vỗ vỗ tay lập tức liền có cung nhân mang đến một bức tranh. Nhị hoàng tử tự mình cởi dây, sau đó trải bức tranh ra. Bức họa cuộn tròn từ từ được mở ra. Tiếu thiên diệp tùy ý nâng ánh mắt lên nhìn thoáng qua, nháy mắt hắn liền như bị hình ảnh trên kia hấp dẫn chặt chẽ, không thể dời ra nửa phần. Trên bức họa cuộn tròn là hoa đào nở rộ như mây hà, dưới gốc cây đào là hai cô gái y phục đẹp để quý giá. Bên trái là một người mày liễu mắt phượng, ngọc cơ tuyết phu, trâm cài kim chuế điểm nhiều thủy chui đang cúi về phía trước giống như tinh quang lóe ra từ mây đen la quần xanh ngọc cao tới thắt lưng kéo dài kéo dài thắt lưng tiên diễm được điểm sợi phỉ thúy cùng dương chi bạch ngọc thật dài càng chiếu sáng phong tư tiêu sái suốt trần trong tranh nàng đang nhẹ nhàng múa bên phải gốc đào là một nữ tử mặt váy dài thiên thủy bích lụa mỏng trên người hơi hơi bay lên lất phất so với hoa còn yêu kiều hơn thanh lệ thoát tục tất cả hoa đào đều chỉ như làm nền cho nàng. Rõ ràng đang ở một nơi phàm tục náo nhiệt nhưng nàng lại giống như đang yên tĩnh đứng trong phòng, hết sức thanh tịch. Đó không phải Âu Dương Noãn thì là ai? Trong tranh nàng phiến vạn cánh hoa tung bay ảo mộng, không ngờ lại có hai vị tiểu mỹ nhân. Một người muốn một người viết, nhất cử nhất động đều khiến người xem bị thu hút, hoàn toàn bị mê hoặc tâm thần. Chật chật, trong thiên hạ thế nhưng còn có mỹ nhân như vậy sao? Đại hoàng tử vua chính nam lẩm bẩm nói, không dám tin nhìn chầm chầm dung quận chúa trong bức tranh. Bức tranh này là vẽ cảnh tượng trên yến hội ngắm hoa năm đó của đại công chúa, không biết vì sao thế nhưng lại lưu truyền đến nam chiếu. Lăng tiêu cười nói, vị mỹ nhân đang múa này là dung quận chúa, nữ nhi của cố trung sơn vương. Đại hoàng tử gật gật đầu, ánh mắt vẫn không rời, cơ hồ như là thập phần mê muội mỹ nhân như thế, sao lại không được sinh ra ở nam chiếu, đại bộ phận người nam chiếu đều giống hắn, đều chú ý đến Kha Dung đang múa. Bởi vì tư ý xinh đẹp trên người nàng hoàn toàn phô bày. Còn Âu Dương Noãn Thanh Lệ văn nhã, bởi vì lúc ấy tuổi vẫn còn nhỏ, hơn nữa lúc ấy nàng lại hơi hơi cúi đầu. Vẻ mặt chuyên chú, vẫn chưa hề lộ ra toàn bộ, cho nên cũng không khiến người khác chú ý. Trong lòng bọn họ, tuy rằng nàng như hoa sen lúc ẩn lúc hiện chung quy vẫn không bằng mẫu đơn quyến rũ, xinh đẹp thế nhân đều nói mẫu đơn một sắc thiên hương, nhưng Tiếu Thiên Diệp lại chỉ yêu hoa sen thanh nhã tuyệt tục. Âu Dương Noãn Thanh lệ lạnh nhạt, luôn được bao bọc trong nội tâm hắn. Nay liền như vậy bất ngờ không kịp phòng bị xé rách, đau triệt tâm can. Đây rõ ràng là một thử thách che giấu thanh sắc. Tiếu Thiên Diệp rất nhanh liền rủ mắt xuống, ánh mắt lạnh nhạt, giống như đối với người trong bức tranh không hề có chút hứng thú. Nhị hoàng tử đột nhiên cười nói, đại ca thích vị cô nương khiêu vũ kia sao? đáng tiếc nàng đã là người của người ta. Thật ra nữ tử bên cạnh vẫn chưa xuất giá, nếu đại ca thích. Đúng lúc này, Tiếu Thiên Diệp đột nhiên nâng ánh mắt lên nhìn chầm chầm vào nhị hoàng tử. Tươi cười thâm ý, nhưng lại không che được ánh mắt lạnh đến tận xương khiến người ta kinh hãi. Nháy mắt, nhị hoàng tử sợ run, cả người như nhiễm hàng phong. Miễn cưỡng cười cười, thân mình không tự chủ được mà co rúng. Không biết vì sao hắn vẫn cảm thấy Tiếu Thiên Diệp cười cười nói nói nhưng không phải là một nam nhân hắn không đắc tội nổi. Tiếu Thiên Diệp đảo mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói, hai nữ tử này dù mỹ mạo thế nào cũng kém với Vân La công chúa cao quý đoan trang. Nghe bốn chữ cao quý đoan trang này, hoàng đế vưu khiếm nam nheo mắt lại, cuốn quyết cười nói, công chúa này của trẫm thập phần tùy hứng, khiến thế tử chê cười rồi. Tự giác đối lý, lại sợ Tiếu Thiên Diệp sinh ra ý niệm từ hôn liền vội vàng nói thêm, bất quá là chờ nó được cả qua cho thế tử, cũng sẽ không tùy hứng như vậy nữa. Bệ hạ quá lời rồi, tính tình công chúa rất sảng khoái. Tiếu Thiên Diệp không hề có nửa điểm tức giận, tươi cười lạnh bạc. Vưu Khiếm Nam rất vừa lòng, nhưng Vân La lại cười lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. Một bữa tiệc này, dù tâm tư khác nhau nhưng tỳ trù vẫn lần lượt thay đổi, y hương ồn ào xung sao, tiếng vỗ tay tán thưởng không ngừng giữa tuy bị lời nói lạnh nhạt của vân la sen vào nhưng tiếu thiên diệp lại hoàn toàn làm như không tồn tại hoàng xem lời đối phương như gió thoảng bên tai hắn vẫn cùng người nam chiếu đàm tiếu vui vẻ mãi cho đến khi màn đêm buông xuống tiệc trụ mới tan cuộc tiếu thiên diệp liền đi thẳng về phòng nghỉ ngơi nửa đêm một bóng đen lẻn vào phòng hắn thế tử thuộc hạ đã tra ra được chúc quang trên bàn chập chờn cuối cùng hấp dẫn một con thiêu thân chui vào sông xa rồi vội vàng đập vào ngọn lửa trong đèn lưu ly, hóa thành tro tàn. Tiếu Thiên Diệp thản nhiên nhìn, bên môi hiện lên tươi cười như băng tuyết. Lăng Tiêu cùng Tiếu Thiên Diệp một trước một sau ra khỏi phòng. Lăng Tiêu dẫn hắn đến một cung điện yên lặng, thấp giọng nói, ở trong này. Chợt nghe vài tiếng cước bộ, hướng bên này đi tới. Hai người lập tức ẩn sau núi giả, nơi đó là góc chết trong cung, ánh nến đèn đuốc không thể tới được. Cho dù là người có nhãn lực, nếu không phải tới rất gần thì tuyệt đối không thể phát hiện. Sau đó bọn họ liền thấy Vân La cùng một nam tử cao lớn. "Công chúa, coi như hết rồi." Nam tử kia dám giữ chặt lấy Vân La, không ngừng thở hổn hển nói. Hơi thở của Vân La cũng hỗn loạn, lại vẫn cố chấp nhìn người kia. "Đây là mệnh lệnh của bệ hạ, chúng ta sao có thể kháng chỉ?" Vân La oán hận bỏ người nọ ra, nổi giận nói, "Tạ Tỉnh, ngươi có còn là nam nhân nữa hay không nữ nhân của mình sắp phải gả cho người khác ngươi cũng không ngăn cản người kêu tạ tỉnh kia cầu xin nói bệ hạ muốn gả công chúa cho hắn công chúa phản kháng như vậy liệu có lợi ích gì vâng la tức mà không nói được đành cố gắng áp chế khẩu khí ngươi không chịu đi ta sẽ tự mình nói ta đã sớm sinh hoạt vợ chồng với ngươi tiếu thiên diệp dù có thể nhẫn nhưng sao có thể chịu được trên đầu có cái nón xanh lớn như vậy ngươi điên rồi Tạ tỉnh thấy khẩu khí kiên quyết của Vân La, cũng liền có chút gấp gáp. Khi nhìn thấy sự chờ mong trong mắt đối phương, hắn lại có chút yếu đuối quay đầu đi chỗ khác, trong tay Tiếu Thiên Diệp có 50 vạn quân. Nam Chiếu chúng ta vẫn luôn muốn tấn công Đại Lịch, hắn thực sự rất hữu dụng A. À. Công chúa, cái này cũng là vì Nam Chiếu. Ngươi, ngươi nói cái gì? Vân La kích động nhìn tạ tỉnh, cắn chặt môi, ngươi thế nhưng cũng nói những lời giống bọn họ tạ tỉnh cố nén không nói vân la lại tinh tế nhìn hắn nửa ngày sau đó cười to được 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 lắm tạ tỉnh xem như vân la ta mắt mù mới nhìn lầm ngươi tiếng cười thê lương kia trong bầu trời đêm lại càng bi luôn nước mắt vân la rơi như mưa nàng dứt khoát nói một đám các người đều muốn hy sinh ta cũng chưa từng hỏi liệu ta có đồng ý hay không nào có chuyện dễ dàng như vậy ta sẽ đi nói với tiếu thiên diệp ta không muốn gả cho hắn. Đúng lúc này đột nhiên nghe được một tiếng quát lạnh, câm mồm. Hai người bọn họ đều ngẩng mạnh đầu lên, đã thấy đại hoàng tử vương chính nam đi tới. Thanh âm hắn lạnh lùng nói, vân la, muội không thể hồ nháo như vậy. Đây đều là vì nam chiếu. Vân la vừa nghe lại thất thanh khóc trống, hoàng huynh, vì sao? Vì sao lại muốn ta phải hy sinh? Ta từ nhỏ đã cùng tạ tỉnh đính hôn, vẫn thường mong ngóng nhanh nhanh lớn lên để được gả cho hắn. Tạ tỉnh, không phải ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Vì sao Tiếu Thiên Diệp vừa đến, chúng ta lại phải tách ra? Chẳng lẽ nhất định phải dùng liên hôn mới có thể lợi dụng hắn sao? Vưu Chính Nam thở dài, vân la, mùi biết khát vọng của Phụ Hoàng mà. Người nhất định phải nắm được Giang Sơn Đại Lịch, khiến cho Nam Chiếu ta dân giàu nước mạnh. Nếu không có Tiếu Thiên Diệp, chúng ta muốn hoàn thành nguyện vọng này không biết phải gặp bao nhiêu khó khăn. Muội cũng biết điều đó, cho dù là biên cảnh chúng ta cũng không thể lấy chứ đừng nói gì đến vạn dặm non sông. Hiện tại Tiếu Thiên Diệp có đất phong rộng lớn, lại có 50 vạn đại quân. Muội nói xem, chúng ta muốn liên minh với hắn, ngoài cách liên hôn ra thì không còn cách nào khác. Ta không chịu. Vân La Sắc Bén nói, từ trên xuống dưới Nam Chiếu đều biết ta cùng tạ tỉnh có hôn ước hiện tại mọi người liền quên hết rồi sao? Tất cả đều làm như không biết sao. Tạ tỉnh lại trầm mặt. Vưu chính nam nói, Vân La, muội bình tĩnh lại đi. Vân La tuyệt vọng khóc, ta không cần. Vưu chính nam thất giọng nói, muội hãy nghe ta nói, Vân La. Chúng ta cũng không phải muốn muội thật sự cùng hắn sống đến cuối đời. Chỉ cần chờ phụ hoàng khống chế được 50 vạn quân kia là có thể giết hắn. Đợi ba người bọn họ đi xa, tiếu thiên diệp cùng lăng tiêu mới bước ra từ núi giả lăng tiêu nhìn biểu tình bình tĩnh của tiếu thiên diệp thì không khỏi lo lắng thế tử hôn sự này chỉ sợ không sao nếu đổi lại là một người bình thường nhìn thấy thê tử sắp qua cửa của mình cùng nam tử khác dây dưa không rõ như vậy chỉ sợ đã liền nhảy ra ngoài ngay lập tức nhưng tiếu thiên diệp lại giống như chuyện này chẳng liên quan đến mình kỳ thật trên yên tiệc hắn đã cảm thấy có chút không thích hợp quả nhiên là vân la đã có người trong lòng âm mưu của nam chiếu chúng ta cần phải sớm có phòng bị mí mắt tiếu thiên diệp nhẹ nhàng dựng lên đáy mắt áp lực châm chọc cũng không nổi lên bọn họ có mục đích riêng chính là muốn nịnh bợ hắn sau đó sẽ nuốt hắn sao nam chiếu từ xưa đến nay đều liền tự thành nhất thể vật tư sung túc lại thừa thải quảng sắc vị trí địa lý lại phi thường trọng yếu tiếu thiên diệp lạnh lùng cười một màn này ai là giao thớt ai là cá thịt còn chưa nói xong đâu. Hôm sau, Tiếu Thiên Diệp lấy lý do phải mau chóng trở về chuẩn bị thủ phủ cưới Vân La liền lên đường trở về. Vưu Khiếm Nam mặc dù còn muốn giữ Tiếu Thiên Diệp lại mấy ngày nhưng lại sợ Vân La gây tai họa. Hơn nữa trong lòng cũng muốn giải quyết sớm chuyện hôn sự nên liền thương định hôn kỳ, tiễn bước Tiếu Thiên Diệp. Đại lịch Hôn kỳ định cũng rất vội vàng, ngay 10 ngày sau xính lễ minh quận vương đưa tới ước chừng có hơn 120 thai quả thực là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Sau đó Âu Dương Mãn phải đến ở phủ đại công chúa, bởi vì nàng lấy thân phận vĩnh an quận chúa gả cho Minh quận vương làm chính phi. Phủ công chúa, màn trúc thúy sắc buông xuống thật dài. Trên màn trúc là ngũ sắc đa dạng, nghe sắc diễm diễm. Gặp gió liền khẽ khẽ lay động, xuyên qua các khe hở mơ màng. Đại công chúa tự mình cầm khay khắc hoa bàn tử chậm rãi đi vào phòng. Trên bàn bày lễ phục màu đỏ thắm, mặt trên theo lộng lẫy phức tạp, nhan sắc tuân lệ khiến người ta không thể chuyển dời ánh mắt. Lâm Nguyên Hình cũng đến làm khách. Âu Dương Noãn thấy trong mắt đối phương thấy được sự ngưỡng mộ và yêu thích. Làm chính thê, có thể chân chính mặt lễ phục màu đỏ. Được ngồi bên cạnh trượng phu, đây là địa vị mà bất luận kẻ nào cũng không có khả năng dễ dàng lay động. Là thứ là biểu tỷ cầu mà không thể, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy hơi ảm đạm. Đại công chúa cười nói, nhìn kìa, hắn đúng là gấp đến mức nào mà phải thúc giục chế tạo cục gấp gáp làm mấy thứ này. Giống như là sợ tân nương chạy mất vậy. Trong lòng Âu Dương Noãn nhảy dựng lên, trên mặt không tự chủ được liền đỏ hồng, mẫu thân, đừng treo chọc nữ nhi. Đại công chúa khẽ cười nói, không phải là ta treo chọc con. Thật sự là đứa nhỏ trọng hoa này chuyện gì cũng đều để trong lòng, chưa bao giờ trước mặt nhiều người lộ ra một câu. Nhãn giới hắn cao, tính tình lại lạnh lùng, ta còn sợ hắn lại không tìm được thê tử hiện tại ta lại phải khen hắn hắn không những là cháu ta nay lại là con rể của ta thế này mới đúng là thân càng thêm thân nếu yến vương phi vẫn còn không biết sẽ cao hứng cỡ nào âu dương ngoãn thản nhiên nói mẫu thân vui là được rồi đại công chúa nghe vậy bất giác nhíu mày trọng hoa là nam nhân mà mọi nữ tử trong thiên hạ đều muốn hay là con còn chưa hài lòng Âu Dương Noãn hơi hơi cong môi, không, nữ nhi chỉ là có chút lo sợ, nghi hoặc. Không biết vì sao Minh quận vương lại thỉnh hôn trước mặt mọi người. Cho nên con muốn biết có phải là mẫu thân phái người báo tin hay không. Đại công chúa chậm rãi lắc lắc đầu, không có. Chuyện này ngay cả ta còn thấy bất ngờ. Ta không nghĩ hắn thế nhưng lại từ ngàn dặm xa xôi gấp gáp trở về, cũng không nghĩ hắn sẽ xuất hiện đúng lúc như vậy càng không đoán được hắn thế nhưng lại trước mặt bao người hướng bệ hạ thỉnh hôn. Âu Dương Noãn ngẩn ra, lập tức nghe thấy Lâm Nguyên Hinh nói, mãn Nhi, con người Minh Quận Vương tuy rằng ta không tiếp xúc nhiều lắm. Nhưng ta cảm thấy hắn tuy rằng trầm mặc ít lời, khỉ nộ không đổi sắc nhưng đối với muội lại hoàn toàn thật lòng. Lâm Nguyên Hinh dừng một chút rồi nói tiếp, ta vốn nghĩ nương theo chuyện Lỗ Vương Phi cầu hôn để cản chuyện kia. Nhưng Lỗ Vương Phi vừa lâm trận liền lùi bước, thiếu chút nữa hại muội cùng ta rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu không có minh quận vương giải vây, ta thật sự nghĩ mọi chuyện thế là xong rồi. Hắn cam tâm đắc tội với thiên hạ chỉ vì an nguy của muội. Nếu trên đời này có người đối xử với muội như vậy, cũng không uổng công sống một đời. Âu Dương Noãn nâng mắt, lẳng lặng nhìn Lâm Nguyên Hinh. Lâm Nguyên Hinh chỉ bình thản trần thuật. Đêm hôm đó từng có quá kinh tâm động phách, thống khổ mà không thể nói, tất cả đều bị nụ cười của nàng che giấu mãn nhi hắn làm cho muội như vậy muội còn cầu gì hơn tinh thần âu dương noãn trong nháy mắt liền hoảng hốt nàng bỗng nhiên nghĩ không cầu vinh hoa phú quý chỉ cần người một lòng mãi mãi yêu thương nàng âu dương noãn nhìn phía xa xa không tự giác nói nguyện một lòng bạc đầu không rời xa đại công chúa giật mình há miệng định nói nhưng lại cái gì cũng không thể nói chỉ nhẹ nhàng nhìn âu dương noãn thật lâu sau đó mới khẽ cười nói ngoãn nhi con trước hết là vương phi của hắn sau đó mới là thê tử con phải nhớ kỹ trong lòng âu dương ngoãn chấn động sau đó liền nhẹ nhàng gật gật đầu lâm nguyên hinh hơi hơi nghiêng đầu nụ cười trong mắt mê ly mà lạnh nhạt nàng nhìn tình cảnh trước mắt một câu cũng không nói được âu dương ngoãn bỗng nhiên quay đầu nhìn lâm nguyên hinh vừa vặn đối phương cũng đang nhìn nàng bốn mắt nhìn nhau giống như bị đau cả hai đều rất ăn ý tránh đi ánh nhìn chăm chú lẫn nhau đau thương trong lòng đều giống nhau vận mệnh khi gã vào hoàng gia mấy ai có thể thoát được đúng lúc này đào cô cô mỉm cười tiến vào công chúa vừa rồi yến vương phủ phái người đưa anh đào tới anh đào đáy mắt đại công chúa hiện lên tia hoang mang lúc này không phải là mùa anh đào đào cô cô cười nói nói là bệ hạ ban thưởng minh quận vương cố ý đưa tới cho ngài nếm thử đầu tiên đại công chúa gật gật đầu đào cô cô vẫy tay liền có nha đầu cầm một giỏ anh đào hồng như mã não tới thập phần đẹp mắt nhưng bên trong lại có mấy quả táo nho nhỏ đại công chúa nhìn âu dương noãn cười hắn vẫn thường tặng đồ cho ta chuyện này cũng thật bình thường chỉ là đưa hoa quả tới thật đúng là không giống chuyện mà hắn sẽ làm ánh mắt âu dương noãn dừng trên mấy quả táo kia không khỏi cười cười đây là hắn muốn nói với nàng âu dương tước vẫn bình an không biết vì sao sâu trong lòng nàng dâng lên từng đợt ấm áp so với những nữ tử vô thanh vô tức bị chôn vùi thì nàng cũng tính như là may mắn nay gã vào yến vương phủ là hạnh phúc hay bất hạnh ai có thể nói rõ được trong cuộc sống tại đây nháy mắt gió nổi mây bay không ai biết ngày mai sẽ như thế nào nhưng trên đại điện hắn đã cầm lấy tay nàng chấp nhất hữu lực có lẽ nàng hẳn là nên tin tưởng vào mối hôn nhân này nhiều hơn một chút âu dương noãn mỉm cười nói với đại công chúa mẫu thân nói cho con ít chuyện về yến vương phủ đi đại công chúa gật đầu trong mắt hàm chứa một tia tiết hận yến vương phi cũng chính là mẫu thân của tiếu trọng hoa sớm đã qua đời cho nên khi con gã qua kỳ thật cũng không có mẹ chồng chân chính bà vuốt vuốt tóc âu dương noãn rồi nói tiếp nhưng yến vương phủ còn có một vị trắc phi đổng thị ban đầu chỉ là thị thiết của yến vương huynh bởi vì yến vương phi nội tâm tích tụ Đổng thị xuất thân hạnh lâm, tinh thông y thuật, lại luôn luôn kính lễ với Yến Vương Phi. Yến Vương không yên tâm người khác chăm sóc Vương Phi nên đã để Đổng thị phụng dưỡng. Đổng thị ngày đêm chăm sóc Yến Vương Phi, để nàng bình an sinh hạ thế tử. Ngược lại đứa nhỏ chưa đủ tháng trong bụng mình lại bị mất. Đại công chúa thở dài, sau này khi Yến Vương Phi đổ bệnh, Đổng thị cũng giúp đỡ Thái Y xem chẩn. Thậm chí còn từng cắt da thịt của mình để làm thuốc dẫn chuyện này truyền vào trong cung tiên đế gia thập phần cảm động nói đổng thị xem như đối với yến vương phi cúc cung tận tụy cũng chính vì vậy mà hạ chỉ sắc phong nàng là đổng trắc phi hơn nữa yến vương thế tử từ khi sinh ra đã truyền niên trên giường bệnh vẫn là vị đổng thị này xem hắn như con thân sinh mà chăm sóc không cần nói thế tử cùng minh quận vương ngay cả yến vương huynh cũng đối với nàng thập phần kính trọng sau này con gả qua đó phải xem nàng như là mẹ chồng mà đối đãi ngàn lần đừng chậm trễ âu dương mãn mỉm cười gật gật đầu nói dạ nữ nhi hiểu lâm nguyên hinh nhíu mày nói công chúa người vừa nói đến yến thế tử vì sao ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua đại công chúa thở dài nói đứa nhỏ kia thân thể yếu ớt nhiều bệnh thái y nói là bệnh từ khi ở trong bụng mẹ ba người lại nói chuyện thêm một lát sau đó lâm nguyên hinh chậm rãi đứng lên cười nói ta cũng cần phải trở về rồi Lâm Nguyên Hinh đi đến đình viện, Âu Dương Noãn vẫn nhìn chầm chầm bóng dáng đối phương. Nàng đột nhiên nói, mẫu thân, con đi tiễn biểu tỷ. Âu Dương Noãn đi rất nhanh, chốc lát đã đuổi theo Lâm Nguyên Hinh. Lâm Nguyên Hinh dáng người yểu điệu, ở dưới giàn hoa ánh mặt trời loan lỗ, một bóng dáng liền làm cho người ta cảm thấy biển chuyển phong lưu, cảnh đẹp ý vui. Âu Dương Noãn cười gọi, biểu tỷ. Lâm Nguyên Hinh quay đầu, kinh ngạc nhìn Âu Dương Noãn âu dương noãn cười nói ta còn chưa cảm ơn tỷ lâm nguyên hinh bật cười giữa chúng ta cần phải nói câu này sao lập tức ánh mắt nàng lại phủ một tầng lo lắng nếu không vì ta muội cũng sẽ không bị hắn nhìn trúng vô duyên vô cớ trước lấy nhiều phiền toái như vậy âu dương noãn nhìn lâm nguyên hinh thành khẩn nói biểu tỷ nay bệ hạ đã ban hôn mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi đó cũng không phải lỗi của tỷ chúng ta đều là thân bất do kỷ làm gì mà phải canh cánh trong lòng. Trong lòng Lâm Nguyên Hinh nóng lên, lại đau xót. Trong mắt bỗng nhiên đông đầy nước mắt. Nàng nhẹ nhàng nói, nói thì nói vậy, nhưng trong lòng ta vẫn luôn băn khoăn. Âu Dương Noãn nhìn Lâm Nguyên Hinh, biểu tỷ, hôm qua ta đi vấn an lão Thái Quân. Người dặn dò ta, bất luận là lúc nào tỷ muội chúng ta cũng phải giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ cần nhớ rõ điểm này, thì khó khăn gì cũng đều có thể vượt qua. Nước mắt Lâm Nguyên Hinh chảy xuống, nhưng nàng nhanh chóng lau đi, nhẹ giọng nói, những cái này ta đều biết. Noãn Nhi, còn có một việc ta nhất định phải nhắc nhở muội. Âu Dương Noãn sửng sốt, lại nghe Lâm Nguyên Hinh nghiêm túc nói, đêm qua trở về, hắn hết thảy vẫn đều như thường. Nhưng ngày hôm sau ta lại phát hiện, tất cả mọi thứ hắn yêu thích trong thư phòng đều đã đổi mới. Việc này không giống với tác phong của hắn, nhưng hắn nổi giận như vậy có thể thấy được trong lòng hắn ban đầu nhất định nghỉ sớm đã nắm chắc. Nhưng Cố Tình muội cùng Minh Quận Vương lại đột nhiên đón đầu đánh cho hắn một kích, chỉ sợ hắn sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Mày Âu Dương noãn nhẹ nhăn lại, rất nhanh đã liền giảng ra, biểu tỷ 10 ngày sau sẽ cử hành hôn lễ. Cho dù hắn thực sự muốn làm gì, cũng đã không kịp nữa rồi. Lâm Nguyên Hinh gật gật đầu, cười nói, muội nói cũng đúng. Lần này bệ hạ tứ hôn hắn muốn phá chỉ sợ cũng không dễ như vậy ta cũng chỉ nói như vậy là để phòng ngừa mà thôi nói tới đây lại đột nhiên mỉm cười ta vốn còn lo lắng muội gã cho tiếu trọng hoa chưa chắc đã là chuyện tốt nhưng khi nhìn thấy giỏ anh đào kia ta lại cảm thấy tâm ý đối với muội không giống giả vờ ngoãn nhi muội nhất định sẽ hạnh phúc âu dương ngoãn trấn định nhưng cũng bị một câu nói này làm cho hai má hồng lên hai mắt nàng sáng lên khóe môi mỉm cười hơi hơi gật đầu. Lâm Nguyên Hinh cười cười, nhẹ giọng nói, ta trở về đây. Tân Nương chuẩn bị gã đi nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Âu Dương Noãn biết Thịnh Nhi một khắc không thấy được mẫu thân đều sẽ khóc nháo nên liền không giữ Lâm Nguyên Hinh nữa. Chỉ miễn cười nói, được. Hôn lễ hôm đó, trời rất đẹp. Toàn phúc phu nhân bình chương chính hứa phu nhân liền cười thanh khách đi đến. Thân phận đại công chúa khác biệt, tất nhiên là không thiếu người đến xu nịnh đến cuối cùng bà không kiên nhẫn liền đơn giản một mực từ chối khéo. Chỉ để những người thân của Âu Dương Noãn cùng một số phu nhân bình thường hay qua lại vào cửa. Tuy rằng người không nhiều lắm nhưng đều có thân phận cao quý. Thấy hứa phu nhân tiến vào, đào cô cô liền mang tới một hồng bao thật dày. Hứa phu nhân cười nhận lấy, rồi liền tạ ơn đại công chúa. Tươi cười trên mặt đại công chúa rất ôn hòa, gật gật đầu nói, hứa phu nhân, hôm nay nhờ hết vào phu nhân hứa phu nhân tươi cười tất nhiên tất nhiên tắm rửa xong âu dương loãng ngồi trước bàn trang điểm hứa phu nhân tươi cười thay nàng chải đầu vừa bối tóc vừa cao giọng nói một chải chải đến đuôi hai chải cô nương của chúng ta tóc bạc còn cử án tề mi ba chải cô nương con cháu đầy nhà bốn chải chồng cô may mắn ra đường gặp quý nhân năm chải con cái thi đổ về đón mẹ phú quý giàu sang không thiếu loại nào sáu chải thân bằng tới chúc phúc bảy chải thất tiên nữ xuống trần gã đổng vĩnh bắt cầu hỷ thước đến gặp nhau tám chải bát tiên tới mừng thọ cả đời phúc lộc an khang chín chải cửu tử liên hoàng loại nào cũng có mười chải vợ chồng bên nhau tới bạc đầu đây là bài ca giao vấn tốc thập sơ ca là bài ca giao với ý nghĩa các lợi khi người con gái xuất giá truyền lưu ở quảng châu trung quốc ở trên chỉ là một phiên bản được chỉnh hợp lại ta đã tìm hiểu được bản dịch nghĩa. Ai có nhu cầu xem bản Hán Việt thì lên Google nhé. Âu Dương Noãn rủ mắt xuống, tùy ý để hứa phu nhân bận rộn, khó khăn lắm mới cuốn xong tóc, trang điểm đẹp đẽ. Nâng mắt nhìn vào gương, cũng là mặt tuyết trắng, mi cong cong, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hồng hồng. Chỉ là trên mặt bị phấn son thật dày vẽ loạn, cơ hồ nhìn không ra biểu tình. Âu Dương Noãn nhìn chính mình trong gương, không khỏi bật cười. Lâm Nguyên Hinh cũng bưng miệng cười, cô nương nào xuất giá cũng đều như vậy. Âu Dương Noãn cười cười, hôn lễ kiếp trước nàng sớm đã giật mình tỉnh mộng. Trong trí nhớ của nàng ngoại trừ một mảng màu đỏ thì không còn lại gì. Nay hết thảy đều như mới lần đầu. Nghĩ đến đây nàng không tự chủ được có chút hồi hộp, biểu tình khẩn trương hết thảy đều lộ ra nét mặt. Từ trước tới giờ Lâm Nguyên Hinh đều thấy Âu Dương Noãn vẫn luôn bình tĩnh, nửa điểm cũng không giống một tiểu cô nương 15 tuổi, khiến nàng đôi khi muốn được giúp đỡ vị biểu muội này nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng hôm nay cảm xúc của Âu Dương Ngoãn dường như mới đúng là của một cô nương 15 tuổi. Trước lúc xuất giá cảm thấy khẩn trương, sầu lo, mờ mịt. Những cảm xúc đó Lâm Nguyên Hinh đã từng trải qua. Nàng hiểu hết thảy ngọn nguồn, cũng biết biện pháp tốt nhất lúc này chính là cầm chặt lấy tay đối phương, nói với họ, nhất định phải tin tưởng bản thân sẽ được hạnh phúc. Lúc này có lẽ Minh Quận Vương so với muội còn khẩn trương hơn. Lâm Nguyên hình nghiêm túc nói. Nhìn hai mắt Âu Dương Noãn đang mở to nhìn mình thì không nhịn được mà bật cười, mặt hắn luôn lạnh như băng. Hôm nay sẽ không được như vậy mà bái đường A. Âu Dương Noãn nghe vậy, liền nghĩ tới cảnh tiếu trọng hoa bị người ta ép buộc mặt hỉ bào thì không tự chủ được mà cũng cười. Đại khái, hắn so với nàng càng giống như đang đi chịu tội hơn. Nha đầu ngốc, nói năng bậy bạ gì đó trọng hoa là tướng quân đánh giặc trên chiến trường sao có thể khẩn trương giống như một tiểu tử được chứ lão thái quân cười đến hai mắt đều hiếp lại sẵn giọng nói mặt trầm thị cũng tràn đầy tươi cười lão thái quân cái này còn chưa chắc a à. trước đây khi nhiễm nhi thành hôn còn khẩn trương đến nỗi ngay cả giày cũng đều mang nhầm nữa là trịnh vinh hoa cũng liền cười nói đúng vậy tân nương che khăn vang cũng không nhìn thấy chính chàng cũng lại không chú ý ma ma nha đầu trong nhà bận rộn luống cúng tay chân chờ đến khi ta xốc thăng vang mới phát hiện được nhất thời vài vị nữ quyến trong phòng đều cười to lúc này hồng ngọc mang đến ngũ phượng khăn quàng vai vừa liếc mắt một cái ngay cả âu dương noãn cũng không khỏi cảm thấy có chút mồ hôi lạnh thấm ra trên người nàng khắp nơi là bảo thạch châu báu phải biểu hiện một quận chúa có thân phận tôn quý chỉ là mũ phượng nặng trịch kia thoạt nhìn cơ hồ như có thể làm gãy cổ nàng. Vừa đội mũ phượng trùng khăn vang xong, Lý Thị liền được Lý Nguyệt Nga nâng đến. Bà là tổ mẫu, vốn là nên đến từ hôm qua. Chính là trong lòng Lý Thị đối với việc Âu Dương Noãn đến phủ đại công chúa xuất giá có chút ấm ức nên mãi hôm nay mới đến. Đại công chúa thản nhiên nhìn Lý Thị một cái, Lý Thị vừa muốn hành lễ đại công chúa đã phất phất tay, không cần. Đại công chúa đây là nể mặt Âu Dương Noãn, bằng không lão thái bà này còn lâu mới được bước vào phủ công chúa đào cô cô biết đại công chúa rất chán ghét âu dương lão thái thái này nên liền nhanh chóng cười tiếp đón lý thị ngồi xuống phương ma ma cùng xương bồ vội vàng châm trà lý thị liếc mắt nhìn âu dương loãng một cái rồi cười nói loãng nhi thật đúng là xinh đẹp lão thái quân mỉm cười đứa nhỏ này từ nhỏ đã giống mẫu thân tất nhiên là xinh đẹp lý thị cũng liền cười lão thái quân nói phải mã nhi cùng con dâu thật đúng như khắc từ một khuôn tước nhi lại giống phụ thân nhiều hơn đúng rồi sao hôm nay không thấy tước nhi trầm thị cười nói tước nhi đang ở tiền thính nói là muốn ngăn tỷ phu đòi hồng bao đệ ấy cản minh quận vương lâm nguyên Hinh cố ý mở to hai mắt lá gan của đệ ấy cũng thật lớn a à. ta đoán cái hôm nay tước nhi không lấy được hồng bao đâu nói cũng phải nhà Tân Nương cản kiệu hoa muốn hồng bao vốn là lẽ thường nhưng cố tình Tân Lan lại là tiếu trọng hoa quyền cao chức trọng ai dám nói ngươi không cho hồng bao ta sẽ không cho người vào cửa đón dâu cũng không phải là không muốn sống nữa a à. huống chi trước đây Âu Dương Tước thấy Minh Quận Vương liền hưng phấn hiện tại lại liền muốn bỏ chạy sợ bị bắt lấy lão thái quân nhịn không được cười nói dù ít dù nhiều thì cũng là thủ hạ của tỷ phu đứa nhỏ này thật ra rất có tài a à tước nhi đúng là tiến bộ không ít chỉ là ngày thường ăn cũng không ít khổ sở hai ngày trước vừa trở về ta thấy trên người hắn vết bầm tím vết sẹo thật không ít ta nhìn thoáng qua liền cơ hồ không nhịn nổi nước mắt lý thị sở cảm nói lý nguyệt nga vội vàng hướng lý thị nháy mắt ý bảo bà không cần nói những lời này sợ đại công chúa lại mất hứng lý thị lại không chú ý tới chỉ đau lòng âu dương tước mãn nhi ta thật sự không yên tâm để tước nhi ở bên ngoài như vậy Ngươi hãy khuyên nhủ hắn giúp ta, chúng ta về kinh đô mưu cầu tiền đồ không phải tốt hơn sao? Hiện tại có đại công chúa, lại có tỷ phu, hắn còn sợ chịu thiệt thòi ủy khuất sao? Nếu muốn đầu quân, không phải còn có tam đại doanh sao? Tỷ phu hắn là minh quận vương, hắn chỉ cần nói, cho dù là phó thống lãnh cũng không có gì khó. Lý thị một câu hai câu luôn muốn dựa vào người khác, đại công chúa nghe mà liên tục nhíu mày. Âu Dương Noãn cười cười, nếu tước nhi muốn vậy thì cũng đã không rời kinh đô nhắc tới âu dương tước trong ánh mắt nàng hiện lên tia ấm áp tước nhi đã lớn dù sao việc gì cũng phải dựa vào bản thân đệ ấy mới được cả đời đứng sau chúng ta thì hắn vĩnh viễn cũng không thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất được công chúa vỗ tay cười to thật lâu sau mới ý vị thâm trường nói nói cho cùng hắn tuy rằng còn nhỏ nhưng chung quy cũng là độc đinh của âu dương gia cũng nên dần dần tự mình đảm đương mọi việc cho dù trọng hoa có mở lời vì hắn mưu cầu chuyện gì ở kinh đô rốt cuộc cũng không được tính là chân chính tương lại cho dù thật sự được lên cao cũng sẽ bị người khác chê cười nói đến đây liền liếc nhìn lý thị huống chi ý lão thái thái muốn cho tước nhi vào trong tam đại doanh cai quản cái này chỉ có bọn ăn chơi trác táng mới nghĩ vậy tước nhi văn võ song toàn sao có thể làm chuyện này nay hắn lừng lẫy trên chiến trường tuyệt đối sẽ chỉ có lợi không hại lão thái thái ngài không cần quá quan tâm. Lý thị nhất thời nghẹn lời, Âu Dương Noãn mỉm cười gật gật đầu. Chỉ có thực tế mới là thứ cơ bản mà Âu Dương Noãn phải học để tương lai thành gia lập nghiệp. Trên đời này có khi là người có tài cán nhưng đến cuối cùng có thể thành công lại là người có sự kiên trì đến cùng. Nếu Âu Dương tức lần này trở về liền oán giận chiến trường gian khổ với nàng, như vậy nàng chỉ có thể cả đời bao bọc hắn trong cánh chim của mình. Nhưng tước nhi lại không một chứ oán hận nhìn phần kiên trì cuộc cường này của hắn, một chút bất an cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn tiêu tán. Hắn tự mình tiến xa còn tốt hơn ở lại kế thừa Âu Dương Phủ một ngàn lần. Lúc này một tiểu nha hoàng tiến vào bẩm báo, bẩm đại công chúa, đội ngũ đón dâu đã đến. Đại công chúa đứng lên, cười nói, chúng ta đi trước đi. Lâm Nguyên Hinh nhìn liền cười nói, đúng vậy, một mình ta ở lại với tân nương là được rồi. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đi ra ngoài, Hồng Ngọc vội vàng cầm hộp chứa những miếng sâm đến, tiểu thư, ngài ăn một miếng đi. Tân Nương từ sáng đến giờ không uống một giọt nước, Âu Dương Noãn liền cúi đầu ngậm một miếng. Không biết vì sao tim nàng đập rất nhanh, tự hồ như ngày càng khẩn trương. Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh vàng rực rỡ chiếu vào càng tăng thêm vẻ hoa lệ của phủ đại công chúa. Trên bản hiệu phủ đại công chúa được treo tấm vải đỏ kết hoa càng thêm vài phần đẹp để cùng không khí vui mừng. Bùng, bùng trong tiếng pháo rền vang âu dương tức cùng những người khác vô cùng náo nhiệt đòi hồng bao sau đó liền mở cửa người qua đường bên ngoài đều tò mò dừng lại nhìn chờ bọn họ nhìn thấy tiếu trọng hoa vừa vào cửa phủ đại công chúa thì liền bắt đầu nghị luận vị quận vương gia này quả nhiên tuấn mỹ a à. nghe nói lần này là lấy vĩnh an quận chúa đúng là một đôi trai tài gái sắc nha đúng vậy đúng vậy vĩnh an quận chúa là danh môn khuê tú số một số hai kinh đô a chật chật nhìn phái đoàn lớn như vậy vị minh quận vương này thật đúng là khó lường a đâu chỉ có vậy đừng nhìn ngài ấy tuy chỉ là quận vương nhưng ai chẳng biết vị thế tử gia yến vương phủ kia chỉ còn lại nửa cái mạng yến vương phủ này cũng là hắn nắm vững trong tay tuổi còn trẻ như vậy cũng đã xuất chinh là chủ soái không thấy hôm nay toàn quý nhân quan to đến chúc mừng sao điều này đón dâu nhà nào từng có được. Những thanh âm nghị luận ùng ùng này đương nhiên là Tiếu Trọng Hoa không nghe được. Hắn bình tĩnh đi vào, khóe miệng hơi hơi dương lên độ công khó phát hiện. Âu Dương Tước bị hắn tu luyện hai tháng, hiện tại vừa nhìn thấy người liền sợ hãi. Chính là hôm nay vô luận thế nào cũng tránh không được. Được rồi, Âu Dương Tước không thể không thừa nhận, tỷ tỷ mình gả cho ai hắn cũng không cao hứng. Trong lòng hắn, tỷ tỷ là nữ tử tốt nhất trên đời ngay cả hoàng đế hắn cũng đều cảm thấy đối phương trèo cao còn minh quận vương sao cũng bình thường a à. âu dương tước một bên nghĩ như vậy một bên vuốt đầu đỏ mặt kêu một tiếng tỷ phu những người khác nhìn thấy bộ dạng hắn liền cười vang đúng lúc này bên cạnh có người nhắc nhở cậu em vợ đừng ngớ ngẩn nữa nhanh đem tỷ tỷ ngươi xuất hiện đi gấp cái gì giờ lành còn chưa tới đâu âu dương tước theo bản năng phản bác bên cạnh lại vang lên vô số tiếng cười đào cô cô đứng trên bậc thang cười nói được rồi được rồi đừng đùa nữa giờ lành đã đến nên lên kiệu rồi trong phòng hứa phu nhân kiểm tra lại cẩn thận lần nữa được rồi khóa các tường ngọc như ý mấy thứ này không được giảm bớt tất cả đều phải mang đi bà mối tiếng lên thúc giục giờ lành lên kiệu đã đến hỉ khăn mau trùm hỉ khăn lại Cứu phu nhân liên thanh nói khỉ khăn màu đỏ liền được trùng lên nhất thời bên ngoài tiếng nhạc vang lên tim âu dương noãn đập như trống bỏi khiến nàng không biết nên làm gì cho phải lâm nguyên hinh cầm tay nàng Mãn nhi đừng sợ âu dương noãn dưới khăn cười khổ nàng không sợ hãi nàng chỉ là trong tiếng chúc mừng náo nhiệt âu dương noãn ghé vào lưng âu dương tước ban đầu mọi người đều cảm thấy âu dương tước vẫn chỉ là một thiếu niên chuyện này giao cho hắn vẫn có chút lo lắng. Vốn muốn giao cho Lâm Chi Nhiễm đảm nhận vai đại cửu ca, nhưng Âu Dương Tước lại cố tình không chịu, kiên trì muốn tự mình cổng tỷ tỷ lên kiệu hoa. Âu Dương Noãn Trùng hỉ khăn nên không thấy rõ tình cảnh bên ngoài. Nhưng khi lên lưng Âu Dương Tước nàng có thể cảm giác được thân thể hắn hơi run run, tự hồ như có chút nghẹn ngào. Nàng giật mình, thấp giọng nói, tức nhi. Trong tiếng pháo đì đùng, người chủ trì la lớn, lên kiệu trong tiếng pháo, trong tiếng hỉ nhạc Âu Dương Tước cố nhịn nước mắt không rơi xuống. Cường lực kim trụ sâu trong đáy lòng, đưa Âu Dương ngoãn lên kiệu. Trong viện các tân khách vỗ tay như sấm, tiếng hoan hô nổi lên tứ phía, chúc mừng vĩnh an quận chúa. Khởi kiệu. Kiệu hoa được nâng lên ra khỏi phủ công chúa. 40 tỷ nữ hồng y vũ động cung phiến hoa đăng. 40 tỷ nữ cầm trong tay đèn lồng lớn màu đỏ, 40 tỷ nữ tay cầm bính như ý các cường nối dài đi trước. Ngay sau đó đội danh dự dơ cao các thức mui xe, cao vút như ô đi trước. Tiếp đó là dàn nhạc, một đường diễn tấu sáo và trống. Cuối cùng mới là sáu người nâng kiệu hoa. Toàn bộ đội ngũ rất đồ sộ, dọc theo đường đi dân chúng đều tranh nhau xem náo nhiệt, vỗ tay không ngừng. Trên bậc thang lâm chi nhiễm nhìn đội ngũ đón dâu rời đi, tươi cười trên mặt rốt cục cũng không che giấu được chua xót thật sâu. Một khi đã để Noãn Nhi trong lòng, thì trong cuộc sống giống như khắp nơi đều nhìn thấy bóng dáng nàng. Hắn thích nàng dù còn nhỏ đã rất thông minh, đau lòng nàng luôn đạm mạc cùng xa cách. Hắn nghĩ mình có lẽ sẽ giúp được nàng, để nàng không phải sống vất vả như vậy nữa. Nhưng, nàng đã cự tuyệt hắn. Những lời nàng từng nói, từng câu từng chữ như ngàn cân ác vào tâm phế hắn. Khiến hắn đột nhiên thấy ê ẩm, hóa ra hô hấp hắn đã có chút dồn dập, hắn biết nguyên nhân không thể theo tâm ý của hắn cái này không chỉ có tâm ý của hắn cũng là kết cục duy nhất của bọn họ không biết từ khi nào trịnh vinh hoa đi đến bên cạnh hắn bàn tay mềm mại hướng vạt áo hắn lâm chi nhiễm ngẩn ra khi quay đầu nhìn thê tử vẻ mặt đã khôi phục lại như cũ mọi chuyện đều đã qua nam tử hán đại trượng phu vốn cầm lên được thì cũng buông xuống được không phải sao hắn cười cười nay người đó hắn sẽ chôn chặt vào đáy lòng. Vì người đó hắn sẽ giữ lại một góc hoài niệm chỉ một mình hắn biết. Còn thời gian khác, hắn có thê, có tử, có quý nhân cùng đạo nghĩa của mình. Còn người kia, hắn chỉ có thể làm ca ca của nàng. Cả đời này, không hơn. Âu Dương Noãn ngồi trong kiệu hoa, theo từng bước sóc nảy nàng cũng cảm thấy cả người phiêu phiêu. Nàng cúi đầu mắt nhìn mũi, nhìn không chớp mắt. Trái tim đập thình thịch. Nàng biết, lên kiệu hoa, bái đường tiếu trọng hoa chính là trượng phu của nàng. Nhưng đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy chuyện này không được chân thật. Âu Dương Noãn không khỏi cười khổ. Cái này có lẽ là vì mỗi lần nàng cùng hắn gặp nhau, hắn đều có bộ dáng như bảo nàng chớ tiến lại gần. Nàng thật sự không tưởng tượng được sẽ có lúc tiếu trọng hoa là phu quân của mình. Hoặc là, lúc trước nàng cũng từng có mưu tính tìm trong đám thân vương một nam nhân làm trượng phu nhưng vô luận thế nào cũng không dám đem tâm tư động vào minh quận vương nam nhân như hắn ai dám tính kế nàng đã nghĩ đến đuôi sói trắng kia lại nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt biểu tình của tiếu trọng hoa quá mức lạnh lùng có chút giống như băng tuyết trên núi một chút cũng không đổi sắc có lẽ nàng hẳn là nên lo lắng tương lai làm sao để cùng hắn làm một đôi phu thê tương kính như tân lúc này trong lòng âu dương noãn thật sự không hề nghĩ tới chuyện cùng tiếu trọng hoa phu thê ân ái dù sao hôn sự này cũng là bất đắc dĩ xuất phát điểm của hắn hoàn toàn là vì cứu nàng mà thôi nàng không hy vọng xa vời tiếu trọng hoa sẽ yêu nàng thương nàng chỉ cần hắn kính nàng trọng nàng là một đôi phu thê vinh nhục cùng hưởng mà thôi những cái khác nàng cũng không hy vọng xa vời những suy nghĩ như vậy cứ hiện lên trong đầu âu dương noãn không biết đã đi bao lâu, nàng nghe được tiếng người hô, đến rồi. Đến rồi. Lập tức là tiếng pháo trúc đinh tai nhức óc hòa vào thanh âm chiên trống. Giữa những tiếng ồn ào, cổ kiệu lay động một chút rồi đột nhiên ngừng lại. Bà mối vội vàng dìu nàng xuống kiệu. Tiếng người nói chuyện rầm rì, tiếng cười phô thiên cái địa đập vào tai khiến nàng có chút cảm giác không phân rõ phương hướng. Mà dưới chân từng bước từng bước nhẹ nhẹ, chậm rãi khiến người ta như bước trong sương mù, không biết phải nên đi như thế nào. Hoàn toàn không tìm thấy phương hướng. Kế đến là liên tiếp hành lễ, bái cao đường, bái thiên địa, phu thê giao bái. Vì Yến Vương Phi đã mất nên lúc này là Trắc Phi Đổng Thị nhận thay một lạy. Chính là bà dù sao cũng chỉ là Trắc Phi, cho dù có ghế cũng sẽ không dám ngồi xuống. Kết thúc mọi nghi thức, cũng đã là hai canh giờ sau. Âu Dương noãn đội khăn trùng đầu, đoan đoan chính chính ngồi bên mép giường sáu nha đầu hồi môn phân ra đứng hai bên. Hồng Ngọc cùng xương bồ phủng hỉ xứng, trụ dao bôi, táo đỏ, lạc, long nhãn, hạt sen bày biện lên hỉ bàn. Trong phòng còn có không ít phu nhân có quan hệ thân cận với Yến Vương Phủ. Bà mối cười nói, quận vương, mau sốt khăn đi. Khăn vang trên đầu liền không tiếng động mà rơi xuống. Ánh nến đầy phòng khiến Âu Dương noãn nhất thời không nhìn rõ. Chỉ mơ hồ thấy trong phòng thù hoàng ngọc vòng, vàng ngọc huy hoàng tân nương thật là xinh đẹp đúng vậy nghe danh đã lâu hiện tại được nhìn thấy người thật còn vượt xa cả lời đồn tiếng ca ngợi như thủy triều ào ào vang tới những ánh mắt đang nhìn nàng tràn ngập tò mò cân nhắc xem xét tiếu trọng hoa đứng thẳng biểu tình lạnh lùng thần sắc hết sức bình thản chính là bên khóe miệng dường như có chút cổ quái giống như muốn cười với nàng nhưng lại như đang cố nén không biết vì sao âu dương mãn đột nhiên trấn định lại xốc khăn xong tiếu trọng hoa liền đi ra ngoài tiếp khách một lúc lâu sau mới trở lại tân phòng lúc này các phu nhân vẫn còn ngồi trong phòng nói rất nhiều những lời trêu chọc âu dương loãng vẫn ngồi không nhúc nhích vẫn duy trì nụ cười đoan trang sau nửa canh giờ một nha đầu tiến vào bẩm báo các vị đổng trắc phi mời mọi người ra thính phòng nói chuyện mọi người ha ha cười nói đi thôi đi thôi chúng ta ở lại đây chỉ khiến người ta phiền thôi Kỳ thật nếu là nhà bình thường đón dâu, các nàng ít nhất còn muốn nháo thêm nửa canh giờ nữa. Nhưng là minh quận vương sao? Ai dám quá đáng? Dù sao hắn trên chiến trường cũng có tiếng là ngọc diện la tề. Trên người tuy rằng mặt hỉ bào, lại nhìn thế nào cũng giống như đang mặc khôi giáp, rất dọa người. Mọi người xem náo nhiệt trong tân phòng đã đi hết, chỉ còn lại bà mối cùng hai nha đầu hồng ngọc cùng xương bồ. Bà mối phân phó, mời tân lan tân nương dùng điểm tâm, uống rượu giao bôi. Tiếu Trọng Hoa liền mỉm cười nhìn Âu Dương Noãn. Âu Dương Noãn bị hắn nhìn có chút ngồi không yên, vội vàng nhấp hai miếng canh hạt sen, sau đó lại cùng hắn uống rượu giao bôi. Nghi thức thành thân dù đã xong, bà mối vẫn khanh khách nói cười. Hồng Ngọc liền thưởng hai hồng bao thật lớn mới lui xuống. Đèn trong phòng đều là minh giác ngọc lưu ly, bên ngoài được vẽ hoa văn tỉ mỹ, theo ánh nến lay động hình bóng ẩn hiện ngay trước mặt. Âu Dương Noãn ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Trong ánh nến sáng như ban ngày, nàng như nhìn thấy bóng dáng chính mình trong mắt tiếu trọng hoa. Nàng hơi hoảng hốt, tay chân dường như trở nên thừa thải, trong lòng khẩn trương lan tràn khắp nơi. Tiếu trọng hoa cũng nhìn chầm chầm Âu Dương Noãn, hắn vẫn đứng nơi đó không nhúc nhích. Không biết là bắt đầu từ khi nào, hắn thường không yên lòng khi nghĩ về nàng. Miệng hắn bất giác gọi tên Âu Dương Noãn, miệng cười khi nhớ đến nàng, cô đơn cũng muốn gọi nàng. Hắn ý thức được, hắn bắt đầu thường xuyên tự nhắc đến cái tên này. Nàng thông minh cỡ nào, nàng xinh đẹp ra sao. Nhưng những điều đó không phải là thứ hấp dẫn hắn. Trên đời này nữ nhân thông minh rất nhiều, nữ nhân xinh đẹp lại càng không thiếu. Nhưng hắn cũng chẳng để ý một ai. Chỉ có nàng cứ thế lao thẳng vào lòng hắn. Không biết vì sao, trí nhớ hắn lại quay về nhiều năm trước. Năm đó hắn mới 8 tuổi rõ ràng là những năm tháng thơ ngây đẹp đẽ nhưng hắn lại bày có bộ dáng thành thạo nghiêm túc chỉ vì thân thể đại ca không tốt tất cả mọi người đều đem hy vọng ký thác vào hắn hắn không thể không làm như vậy chỉ là hắn rất mệt rất rất mệt khi đó hắn còn chưa biết nữ nhân trong lòng phụ thân không phải mẫu thân hắn chính là cũng không tránh được sự tò mò tò mò mỹ nhân trong mật thất của phụ vương là ai sau đó hắn từng được gặp lâm nguyễn thanh một lần khi đó xuân về hoa nở hắn vì tò mò đã một mình xuất phủ hắn gặp nữ nhân tuy rằng ốm yếu nhưng mặt mày lại ôn hòa đó hắn cùng lâm Viễn thanh cũng không nói gì nhiều nhưng lại cảm thấy ở cùng người đó rất thoải mái thậm chí hắn còn đồng ngôn vô kỵ hỏi đối phương có biết phụ vương hắn không vì sao phụ vương hắn lại có bức họa của bà đồng ngôn vô kỵ chỉ những lời trẻ nhỏ nói chuyện không cần cố kỵ kiên dè do tâm tư còn khờ dại Lâm Nguyễn Thanh không trả lời, ngược lại tươi cười của bà thoáng động lại. Về sau hắn liền không còn gặp lại Lâm Nguyễn Thanh nữa. Mãi đến khi hắn nhìn thấy Yến Vương Phi từ từ gầy yếu, hắn mới đột nhiên nổi lòng nghi ngờ. Hắn hao hết tâm tư đi tìm chân tướng vì sao phụ vương cô phụ mẫu Phi. Trong lòng hắn, lại một lần nữa coi Lâm Nguyễn Thanh là nữ nhân đã cướp đi Yến Vương. Đến khi Yến Vương Phi chết, hắn liền có một vết thương đau đớn, là sự tiếc nuối cho tới nay nặng nề đặt trong lòng hắn, khiến hắn không rảnh đi bận tâm những điều khác. Và rồi trong một lần đi dạo, hắn thế nhưng lại gặp Âu Dương Noãn, nữ nhi của Lâm Viễn Thanh. Ngay lần đầu gặp, Tiếu Trọng Hoa đã có cảm giác, trong lòng Âu Dương Noãn từ đầu tới cuối đều có một bức tường băng. Bức tường băng kia đem hết thảy ái muội gì đó bính trừ bên ngoài. Cũng vì nguyên nhân này mà hắn luôn cảm thấy nàng không phải là nữ nhân mà mình nên đến gần. Bởi vì hắn đã quá mức lạnh lùng, có lẽ sẽ thích hợp với triều đình thay đổi bất ngờ này. Nhưng chưa chắc sẽ biết làm sao để tới gần, để có thể che chở cho một nữ nhân như vậy. Hắn sợ sự lạnh lùng cùng ngây ngốc của mình sẽ bất tri bất giác đâm nàng bị thương. Chính là khi hắn nhìn thấy nàng mỉm cười, đuôi mày ánh mắt lại ngẫu nhiên toát ra sự cô đơn cùng thương tâm. Khiến lòng hắn vẫn luôn khắc chế lại biến thành không đành lòng, còn có một loại đau đớn xa lạ. Tình cảm như vậy, làm cho hắn cảm thấy vô lực chống cự. Tiếu Trọng Hoa giơ tay lên, tất cả mọi người đều không người cúi đầu lặng lẽ lui ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, cạch một tiếng nghe qua thập phần xa xôi. Âu Dương Noãn cực lực khống chế không cho bản thân nhìn nha đầu bị cửa chặn bên ngoài, trong lòng không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi. Ánh nến đỏ trước cương đồng, chút quan phản xạ lại như ráng chiều. Khiến khuôn mặt Tiếu Trọng Hoa lại càng thêm mờ ảo. Trong bóng đêm yên tĩnh, dường như mơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập, giống như đang kề sát lòng của nàng. Tiếu Trọng Hoa cầm tay nàng, mang theo vài phần ý cười ôn nhu chưa bao giờ xuất hiện trên mặt hắn. Nhìn nàng trong giây lát, ánh mắt cuồng nhiệt. Bàn tay khẽ nâng tầm tinh tế của nàng lên. Chỉ cách trong gang tấc, đột nhiên hắn cơ hồ quên phải hôn môi như thế nào. Chính là cứ theo bản năng, môi vừa chạm môi đầu lưỡi đã khẩn cấp liếm lên đầu môi non mềm ấy. Một cổ ước ác ngưng trên môi nàng, thực ấm. Nàng nhịn không được cảm thấy hốt hoảng, dường như thấy mình đang ở trong mơ, cảm thấy không hề chân thật. Bỗng nhiên có thanh âm thật nhẹ vang lên, Tiếu Trọng Hoa tì trán vào trán nàng, "Sợ sao?" Âu Dương Noãn cố gắng trấn tĩnh, chậm rãi nói, "Không phải. Vậy sao nàng lại không dám nhìn ta?" Tiếu Trọng Hoa hỏi một câu khiến lòng Âu Dương Noãn nhảy dựng lên, nàng đột nhiên muốn đứng lên, "Ta, ta đi thay y phục." Nhưng do quá mức khẩn trương, nàng lại quên mất bà mối trước khi lui ra ngoài đã kết vạt áo của nàng cùng tiếu trọng hoa lại. Vừa mới đứng được một nửa, hai người liền ngã xuống, nửa thân mình hắn đè lên người nàng. Hai người ngã xuống giường, tư thế hết sức ái muội Để ta! Thanh âm hắn như thì thầm. Trong bóng đêm nhu hòa, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc nàng. Thân thể Âu Dương Noãn khẽ rung lên. Tiếu trọng hoa lập tức phát giác, thân cánh tay gắt gao vỗ về nàng, nhẹ nhàng nói, đừng sợ. Tiếu trọng hoa nhìn nàng thật sâu. Khi môi hắn một lần nữa hạ xuống, nháy mắt Âu Dương noãn dường như hít thở không thông. Thân thể cũng dần nóng lên, giống như đang có liệt hỏa không ngừng hừng hực thiêu đốt. Tiếu trọng hoa hôn càng sâu càng triền miên. Thoáng chốc Âu Dương noãn cảm nhận da thịt nóng bỏng của hắn. Nàng thoáng giật mình, y phục đều đã bị hắn nhẹ nhàng thoát xuống, hô hấp cũng đều bị hắn nuốt lấy hơi thở Âu Dương Noãn thoáng cứng lại, kìm lòng không đậu từ ít hầu bật ra một tiếng tung. Nàng không biết nó có tác dụng ra sao đối với Tiếu Trọng Hoa, bàn tay như thanh sắc của hắn lướt nhẹ khắp người nàng, đi đến đâu đều khiến nàng như phải bỏng. Trong lúc mơ hồ hốt hoảng, thân thể nàng liền đau nhói. Âu Dương Noãn nhíu mày con người lên, cơn đau đột ngột khiến nàng bật khóc. Tiếu Trọng Hoa ra sức trấn an nàng, ôm nhu hôn lên mắt nàng, lại nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán nàng đôi môi lại uống lượng bên vành tai nàng, thì thầm những lời nàng nghe không rõ. Dần dần nàng không còn cảm thấy đau nữa, hắn lôi kéo nàng rơi vào trong mê mang trầm luân. Duy trướng rủ xuống đất, xung quanh yên tĩnh không tiếng động. Trong tĩnh lặng chỉ nghe được thanh âm ánh nến cháy tí tách. Thật lâu sau, một giọt sáp nến rơi xuống, như là muốn kinh phá một mảnh ám muội triền miên này. Nốt, ta nói chứ, lần đầu tiên dịch hát, tim đập, tay rung, sao mà ta phấn khích quá vậy? hắc 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 hoa ca đã không xuất hiện thì thôi nhá vừa xuất hiện là bung lụa liền quân doanh tiếu lăng phong đón tiếu thiên diệp vào doanh địa tươi cười trên mặt vẫn như bình thường chỉ là trong tươi cười đó mơ hồ có một chút cảm xúc bất an tiếu thiên diệp kỳ quái nhìn thoáng qua tiếu lăng phong người có chỗ không thích hợp hay là mấy ngày nay ta không ở đây đã xảy ra chuyện gì tiếu lăng phong biết có một số việc sớm hay muộn tiếu thiên diệp cũng sẽ biết chi bằng hiện tại cứ thẳng thắn mọi chuyện ở đây vẫn tốt. Chỉ là có chuyện liên quan đến người đó. Lời này là có ý gì? Sắc mặt Tiếu Thiên Diệp đột nhiên thay đổi, giận dữ hỏi, nàng đang yên ổn ở Kinh Đô, là có chuyện gì? Thiên Diệp, ngươi từ từ nghe ta nói. Mặc kệ ta nói gì ngươi trăm ngàn lần cũng đừng kích động. Tiếu Lăng Phong nhìn bộ dáng của Tiếu Thiên Diệp, đáy lòng tự hồ như hiểu rõ. Nhưng lại nhịn không được thở dài một tiếng cuối cùng là ngươi muốn nói gì? Tiếu Thiên Diệp càng thêm khó hiểu. Tiếu Lăng Phong này tuy rằng bình thường có chút cực nhã nhưng cũng chưa từng quái dị như hôm nay. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hắn đoán không ra, nhưng cũng không muốn đoán. Hắn cảm thấy đáp án kia là điều hắn sẽ nghĩ đến. Nhìn Tiếu Thiên Diệp, Tiếu Lăng Phong có chút không đành lòng. Hắn hít hít một hơi, Thiên Diệp, Âu Dương Noãn đã thành thân với Minh Quận Vương. Ngươi nói bậy, sắc mặt tiếu thiên diệp đại biến mạnh mẽ cho tiếu lăng phong một chưởng tiếu lăng phong không tránh cũng không cảm nhận một chưởng này hắn ép mình phải nói tiếp thiên diệp người đừng tự lừa mình dối người nữa hai người đời này là không có khả năng ở bên nhau thân mình tiếu thiên diệp kịch liệt run rẩy khuôn mặt âu dương noãn chợt hiện lên trong đầu hắn thanh âm run run ngươi hãy lặp lại những lời ngươi nói một lần nữa tiếu lăng phong lắc lắc đầu nói thiên diệp Hôm qua Âu Dương Noãn đã thành thân với Tiếu Trọng Hoa. Không. Sẽ không. Điều đó không có khả năng. Đột nhiên trong mắt Tiếu Thiên Diệp tràn ngập sợ hãi. Nàng đang an ổn ở kinh đô, sao đột nhiên lại gả cho người khác? Không thể. Tuyệt đối không thể. Tiếu Thiên Diệp như nổi cơn điên liền muốn chạy ra ngoài. Tiếu Lăng Phong liền giữ chặt hắn lại, thất kinh hỏi, "Thiên Diệp, ngươi muốn đi đâu?" Buông ra. Tiếu Thiên Diệp liều mạng giải dụ, Tiếu Lăng Phong vẫn lại gắt gao ôm chặt lấy hắn, Thiên Diệp, ngươi hãy hết hy vọng đi. Hiện tại trở về cũng đã chậm rồi, nàng đã là thê tử của người khác. Cầm cái miệng chó của ngươi lại. Tiếu Thiên Diệp vẫn giận hét lớn, toàn thân run run giải dụ. Khi giải dụa lực đạo rất lớn nhưng cũng không thể khống chế được. Hắn thậm chí đã quên bản thân là thống soái cao cao tại thượng. Hắn chỉ muốn đẩy Tiếu Lăng Phong ra, hắn muốn đi tìm Âu Dương Noãn. Thành thân. Nàng mãi mãi chỉ thuộc về một mình hắn. Thiên Diệp. Tiếu Lăng Phong gắt cao chế trụ Tiếu Thiên Diệp. Cách giải dụ bất lực phát cuồng này khiến lòng hắn chua xót. ngươi hãy chấp nhận sự thật đi. Là ta đã phong tỏa tin tức không nói cho ngươi biết. Nếu ngươi sớm biết, nhất định sẽ đánh cược cả tính mạng đi ngăn cản. Ta không thể để ngươi mạo hiểm như vậy. Ngươi cút ngay cho ta. Tiếu Thiên Diệp tê tâm liệt phế quát lên, gần như là hung ác đá Tiếu Lăng Phong một cước. Tiếu Lăng Phong quỳ rạp xuống đất, ông lấy thắt lưng, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra. Ngươi! Tiếu Lăng Phong không biết phải nói cái gì. Hắn không đành lòng lại sát muối vào tim Tiếu Thiên Diệp. Bởi vì Tiếu Thiên Diệp lúc này bất lực cùng bàn hoàng như vậy, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ở người huynh đệ lớn lên cùng hắn từ nhỏ này. Chuyện cho đến nước này, còn có ai có thể khiến hắn an lòng còn có ai có thể để người cô độc như hắn dựa vào tiếu lăng phong nhìn tiếu thiên diệp trầm giọng hạ lệnh ngăn thế tử lại nếu ai dám để hắn chạy ra ngoài xử trí theo quân pháp vô số tướng lãnh cùng binh lính nhanh chóng đi qua tiếu thiên diệp vẫn dãy giụa giống như nắm lấy chút hy vọng cuối cùng kiệt lực đem hết toàn lực dãy giụa nhiều người như vậy cũng khó giữ lấy hắn cuối cùng hắn liền đẩy hết bọn họ rồi xông ra ngoài ngoài cửa sổ một chút tiếng gió cũng không có trong không gian yên tĩnh duy chỉ nghe thấy tiếng giọt sương từ lá cây rơi xuống đất nhẹ nhàng mà lại thanh thúy mồ hôi trên người âu dương noãn vẫn chưa khô hết khiến đáy lòng người ta sinh ra chút khác thường tiếu trọng hoa thấy nàng hồi lâu vẫn không ngủ liền phân phó hạ nhân chuẩn bị nước ấm một lát sau nha đầu đã chuẩn bị xong tiếu trọng hoa tự mình ôm lấy âu dương noãn để nàng vào thùng nước ấm áp Âu Dương Ngạn không tự chủ được ngã đầu vào khuỷu tay hắn, bị hơi thở nam tử mãnh liệt mà nồng đậm của hắn bao lấy. Nàng chưa bao giờ biết hơi thở trên người một nam nhân sẽ như vậy ấm áp mà tràn ngập từ tính, khiến nàng vô thức nhớ tới Dương Quang nóng cháy giữa ngọ. Quý tộc nam tử trinh đô luôn luôn ẩn ẩn hương khí, càng là nhà quyền quý bên người thường sẽ có người chuyên môn phụ trách điều hương. Ngay cả Tiếu Thiên Diệp trên áo hắn cũng có hơi thở hoàng hương duy chỉ có tiếu trọng hoa là không có lúc này trên người hắn nàng không thấy một chút mềm mại nào hết thảy đều là cường hãn phong duệ mà nội liễm giờ này khắc này nàng tự hồ như nghe thấy nhịp tim chính mình đang đập không ngừng lại có chút hoảng hốt để ta tự làm nàng lấy hết dũng khí mở miệng muốn từ khuỷu tay hắn giải ra che đi nhịp tim đập bối rối tiếu trọng hoa cúi đầu nhìn nàng ánh mắt sâu không thấy đấy âu dương ngẩn ra lập tức cắn môi trong lòng trăm mối tơ vò trăm ngàn lời muốn nói thế nhưng nàng lại không biết phải bắt đầu từ đâu và nói như thế nào nàng sẽ cố gắng làm tốt nghĩa vụ của thê tử chỉ mong hắn cũng có thể cả đời kính nàng trọng nàng có thể cho nàng đãi ngộ của một vương phi nàng không cần cẩm y ngọc thực chỉ cần hắn có thể giữ lời hứa nhưng khi nàng nhìn vào ánh mắt thâm trầm của hắn không biết vì sao nàng lại không dám nói tự hồ như nếu nói ra sẽ phá hỏng bầu không khí này. Hết phần 28, mời các bạn đón nghe phần 29.